mình có cái bệnh là ham vui mà quên khổ. Rồi đến khi mà nó khổ nó đến, nó nói, tại sao đời tôi bị như vậy? Không phải tại sao, mà trước sau sẽ bị. Không sớm thì muộn. Bây giờ mình không khổ tiền thì mình khổ tình. Không khổ vì gia đình của cải thì khổ vì bệnh tật. Không? Cho nên cuộc sống của chúng ta, cái lẽ thật là khổ. Chỉ có một cái điều là chúng ta bị một cái khó, là chúng ta chỉ nhớ vui, thích vui, ham vui, mà chúng ta quên cái khổ. Mà nếu chúng ta có nhớ cái khổ thì sao? Chúng ta sẽ cố gắng làm gì hơn. Hồi chiều này Pháp Hòa có nói chuyện với một cô, trong bữa cơm ngồi nó mấy Phật tử, thì có một cô Phật tử cô nói cái quỹ thời gian bây giờ không còn nữa, không còn nhiều. Tức là mỗi người chúng ta ai cũng có cái ngân quỹ hết á, ngân quỹ giữ tiền. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái ngân quỹ thời gian. Mà bây giờ người nào 60 thì biết là mình không biết còn bao nhiêu thời gian nha. Mà Pháp Hòa hay đùa đó, Pháp Hòa nói là con người mình tính tuổi bằng cách này nè: 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Quý vị nhớ câu đó không? 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. 5 năm là sao? Nếu người nào 50 tuổi thì còn khả dĩ tính sống được 5, 2 năm. Tính theo năm. Nhưng mà người nào lên tới 60 tuổi là tính tháng. Người nào 70 tuổi là tính ngày. Còn nếu mà 80 tuổi là gì? Tính giờ. 90 tuổi là tính phút. Hơn 90 tuổi là tính từng sát na. Hay là nói cách khác là từng hơi thở. Mình nói để là mình an ủi vậy đó. Chứ thật sự ra nói để có cuộc công thức trong cuộc sống là 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. Rồi bắt đầu tới giờ, tới phút. Nhưng mà thật sự nói cho cùng thì tất cả chúng ta trong một câu thôi. Đời sống trong hơi thở. Đời sống trong hơi thở. Thế thì quý vị thấy hơi thở nó quan trọng không? Vậy mà chúng ta hàng ngày chúng ta đâu có biết chăm sóc hơi thở. Chúng ta nghĩ là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, bảy cái đó nó mới quý. Nhưng mà thật tình mà nói thì bảy cái đó nó không quý bằng hơi thở đâu. Vì hơi thở mà còn, nghĩa là chúng ta còn hết tất cả. Hơi thở mà hết rồi thì chúng ta không còn gì hết. Trong cái bài sám nguyện có câu á: giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài, xem thường bảo vật trong tay. Mình có một cái bảo vật trong tay mà mình xem thường lắm. Thì hỏi bảo vật là gì? Thì có người thì nói ồ, chồng tôi, vợ tôi, hay là hạnh phúc của tôi. Thật sự mà nói, bảo vật của mỗi người chúng ta đó là hơi thở của mình. Nếu mà chúng ta không còn, ví dụ bây giờ mình thở vô mà không có thở ra nữa thì sao? Không có gì có hết. Nhà cửa, vợ con, vật chất không có cái gì hết. Còn nếu chúng ta còn thở vô, thở ra vậy nè, nghĩa là chúng ta cũng còn khả dĩ. Nhưng mà có một cái chúng ta cần nhớ là hơi thở mà hàng ngày chúng ta đang thở, như là hiện tại chúng ta đang thở đây, cũng chẳng phải của mình, chẳng qua là mình mượn thôi. Đời sống là vay mượn mà. Bây giờ đại chúng nhìn kỹ coi có phải là mình hít vô cái là mình mượn không? Vừa xong cái mình trả, thở ra, mượn, trả, mượn, trả, mượn, trả trong từng hơi thở. Còn cái chuyện mình ăn, mình mượn chén cơm, nó còn cho mình mượn được 2 tiếng, 3 tiếng, rợn lát mình mới trả. Rồi mình khát nước, mình mượn ly nước, mấy tiếng sau mình mới trả. Như vậy thì cơm ăn, nước uống là mượn, nhưng mà mượn vài tiếng. Còn hơi thở là mượn, trả, tức khắc. Mà đến khi nào cái hợp đồng nó chấm dứt, nó nói thôi mệt, không có cho mượn nữa. Thì chừng đó nó rút lui thì mình sao? Tất cả cũng đều chấm dứt. Cho nên người ta hồi xưa mới có cái câu đó: ô hô tam khấu, thí khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưng. Hỡi ơi, muôn việc đều do mấy tức hơi, hơi vừa dứt, cuộc đời đã dứt. Nào của cải, vợ con, tài vật, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Hồi đó ở trong chùa, mỗi sáng mà hô canh ngồi thiền ấy, có cái câu này: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du,
Nhất nhật là gì? Một ngày vô thường đến, gọi là nhất nhật vô thường đến. Nhất nhật vô thường đáo, một ngày nào đó vô thường nó đến với mình. Chừng đó mình mới hay, lâu nay mình sống ở trong mộng. Phương tri mộng lý du, mình có đi trong mộng không? Suốt đời này, cả cái đời sống của chúng ta đây là đại mộng. Còn ban đêm mình ngủ, mình nằm chiếm bao một giờ hay hai phút, ba phút, đó là tiểu mộng. Cái mộng đó chừng mấy phút là giật mình tỉnh rồi. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta đây là một đại mộng. Hồi nhỏ mình sanh ra, rồi trải qua một cái thời gian, một cái cảnh khó nào đó, rồi chúng ta từng là những người lên đên trên biển, rồi trôi dạt qua trại tị nạn, rồi trôi dạt qua nước Đức hay là tất cả các nước phương Tây, rồi bắt đầu lập nghiệp, học tiếng của người ta, học văn hóa người ta, hội nhập với đất nước của người ta. Rồi cái mình mong con mình lớn, cái thật sự giờ nó lớn, cái bắt đầu mình già, hãy nó lớn thì mình già. Chứ làm sao có cái chuyện rồi nó lớn mình trẻ được. Lúc mình cầu, trời tôi trông cho con tôi nó lớn, nó ăn học thành tài, nó có gia đình, nó dựng sự nghiệp, thì cũng đừng quên hễ nó đến được cái mức mình cỡ mình bây giờ thì lúc đó mình cũng đã héo tàn. Tức là hễ nó tăng thì mình giảm, chứ sao mà hai người cùng tăng được. Mà nếu có tăng là tăng tuổi thôi. Cho nên nếu có tăng là tăng tuổi thôi, tăng nếp nhăn, tăng bệnh khổ, chứ đâu có gì, đâu có khỏe hơn được. Là nữ nó mà lớn thì mình cũng tăng, mình cũng tăng mà tăng tuổi thọ. Mà nếu cách khác là gì? Giảm sức khỏe. Tuổi thì tăng mà sức khỏe thì giảm. Nét trẻ của mình đó thì bắt đầu nó cũng sao? Nó cũng giảm để nó tăng cái nét già. Cho nên trong cuộc sống luôn luôn là những cái đắp đổi. Mà nếu chúng ta không ý thức được cái đó thì chúng ta sao? Còn lên đên làm khách phong trần. Tại vì cứ nghĩ rằng cuộc sống này luôn luôn là những cái gì nó đẹp. Thật sự ra đời cũng có những cái hay, cái đẹp. Nhưng mà chúng ta nhớ tất cả những cái hay đẹp đó nó cũng chỉ là tạm, chứ không phải là trường cửu. Để rồi chúng ta có thì chúng ta cứ nhận biết, hưởng. Nhưng mà khi nó đi thì chúng ta cũng sao? Cũng chấp nhận như vậy mà không quá dính mắc đau khổ. Nhà Phật thường gọi là chấp. Chấp thì nó có hai phần. Một là mình chấp ngã, hai là mình chấp pháp. Quý vị nhớ, chấp ngã là mình. Ví dụ mình chấp ngã là tôi khỏe hoài không có bệnh, tôi là giàu hoài không có nghèo, tôi là trí nhớ siêu đẳng lắm không bao giờ quên. Mà mình chấp như vậy mà lỡ hôm nào mà mình già chút thì mình lại không chịu. Hay là bắt đầu bây giờ tuổi mình nó xong nó mau quên, mình cũng khó chịu. Thật sự ra mình chấp ngã, chấp cái tôi, mà cái tôi này nó nhiều thứ. Mình nghĩ rằng mình khỏe, mình trẻ, mình giàu, mình hạnh phúc, vân vân. Tất cả những cái đó là chấp ngã. Và chấp pháp tức là những cái hiện tượng xung quanh. Ví dụ như gia đình mình, hồi xưa con nó nghe lời mình, rồi mình lúc nào mình cũng nghĩ là gia đình mình là như vậy. Nhưng mình đâu có biết lúc nó nghe lời mình là lúc nó dưới 13 tuổi. Khi mà nó trên 13 tuổi rồi là bắt đầu nó có cái cách sống của nó. Nó hấp thụ theo cái đời sống ở đây. Và bắt đầu nó về nó biết cãi mình. Cái mình đau khổ, mình nói con tôi hồi nhỏ không có vậy đâu. Mà sao bây giờ nó vậy? Mình đã biết nói hồi nhỏ thì nghĩa là nó đâu phải như bây giờ. Bây giờ là nó lớn rồi. Cái môi trường sống nó khác rồi. Cái mảnh đất của nó bị cái gì? Bị những cái khác nó xâm nhập rồi. Chứ không phải là một cái miếng đất màu mỡ mà như hồi đó mình nghĩ nữa. Cho nên mình nhớ là tất cả các pháp xung quanh mình, nhà, cửa, vật chất, thậm chí mọi cái hiện tượng cuộc sống không có ở một chỗ. Ở đây vị nào mà có quê Việt Nam á, bây giờ quý vị có nhận biết rằng bây giờ mình đi về quê mình có những chỗ mình nhìn không ra không? Thay đổi quá chừng. Hồi Pháp Hòa đi khỏi Việt Nam năm 96, con xin lỗi 86, đầu năm 86 đã rời Việt Nam. Lúc đó mới 12 tuổi. Đầu 1-2 năm sau thì bắt đầu nó có cái vụ mà quay video. Cái thời đó là còn cái thép bự thiệt bự đó. Thì lần đầu tiên nhà Pháp Hòa mới cúng giỗ ông nọ, ông ngoại, bà ngoại, Pháp Hòa. Thì bà dì bà mới mướn người tới quay cái phim đó.
để gửi qua bên này coi cho đỡ nhớ nhà. Trời ơi, quay hàng xóm Phong Hòa nhìn không ra, mà mình mới rời có 2-3 năm thôi, huống chi bây giờ mấy chục năm. Và thậm chí có nhiều người nói ở Việt Nam á, bây giờ mà mình ở trong nhà chừng 3 ngày thôi, 3 ngày sau ra đường là mình hết biết gì rồi. Tại vì nó thay đổi, phát triển. Hồi trước ở trước cửa nhà mình có cây ổi, cây xoài, cây mít, cây gì đó, giờ mình về ta chặt hết trơn, ta tráng xi măng hết. Rồi hồi xưa là cái nhà đó nó lụp xụp vậy, cho nên trong đầu Pháp Hòa toàn là đồ cũ không à, đồ của 30 năm về trước. Pháp Hòa còn đồ cổ nhiều lắm. Bây giờ tất cả những cái hình ảnh gì mới mình không biết. Thì quý vị thấy không, các cái pháp đó, tức là những cái hiện tượng xung quanh đó, nó đâu có tồn tại đâu. Hôm nay nó vài ngày mai nó khác. Ví dụ như cái ho này mình sử dụng ở đây với chừng có thể năm tới người ta đã thay đổi, quán chuyển cái cách khác. Thật ra không có cái gì nó cố định. Đây bản thân mình, mỗi ngày mình nhìn mình á, điều ngày nào mình cũng nhìn kiến đó. Vậy mà năm tới mình nhìn mình thấy lạ hơn năm rồi đó. Cái hình mình mới chụp năm ngoái thôi, rồi bây giờ thử năm nay đem coi coi so coi, thấy khác liền. Năm ngoái mình trắng, năm nay mình hơi bắt đầu sậm rồi. Năm ngoái mình cười có 2 đường hẻm thôi, bữa nay cười lên tới 4 đường hẻm rồi. Thật ra mình thấy rằng ngay cái thân này cũng là một pháp nè. Ngay cái pháp này, cái thân này là một pháp, mà chúng ta là cái thấy nó mỗi ngày luôn. Ngày nào cũng nhìn kiến. Vậy mà năm tới mình nhìn mình đã thấy khác xa rồi, huống chi những cái xung quanh mà mình ít tiếp xúc. Cho nên con người mình mà thấy được rõ cái pháp, cái ngã và cái pháp, thì tự nhiên mình sống sao? Phật gọi là người có tuệ giác. Tuệ giác là gì? Tức là có cái tỉnh giác về bản thân, về hiện tượng sự vật xung quanh mình. Cho nên mỗi ngày á, mình phải tìm cho mình một cái giờ nào đó để mình ngồi mình tĩnh lặng, gọi là mình chăm sóc hơi thở. Ở đây là mình gọi là hơi thở ý thức. Chúng ta luôn luôn nói rằng mình phải có ý thức về sự việc, nhưng mà có một cái chúng ta thiếu ý thức là thiếu ý thức về cái hơi thở của mình. Cái hơi thở mình nó quan trọng. Hôm nào mà mình bệnh, hơi thở mình nó khác. Mình nóng trong người, hơi thở mình nó khác. Bữa nào mình nóng trong người, thậm chí quý vị ngồi yên, quý vị thở ra, mình thấy hình như nó có khói. Trong người mình nó nhiệt quá, mình thở ra mình thấy nó tỏa được cái gì. Những ông thầy mà y học phương Đông luôn luôn mà hãy mình lên mình thăm bác sĩ, mà mấy ổng trai đo cái nhịp mình, mấy ổng để cái tay trên lòng bàn tay mình, và mấy ổng sẽ nói rằng trong người mình tỏa nhiệt nhiều quá, và người ta phải cho mình thuốc để mình điều hòa lại cái nhiệt trong người mình. Cho nên thưa đại chúng là mình chăm sóc hơi thở mỗi ngày bằng cách là mình tìm cái giờ ngồi tĩnh. Có một hôm á, Đức Phật đi ra bên ngoài thì gặp một cái ông đó, ông làm cái nghề làm ruộng. Thì ông mới nói với Đức Phật á, chúng tôi là những người sống ở ngoài, lúc nào chúng tôi phải cày cuốc làm ruộng để chúng tôi có ăn. Vậy những người tu như ông có làm ruộng để sống không? Chúng tôi là những người mà sống ngoài đời là phải làm ruộng nè, phải cày xới nè. Còn các ông tu, các ông có làm ruộng không? Đức Phật mới nói dạ có, chúng tôi cũng là những người làm ruộng. Và đây là lời Đức Phật làm ruộng đây. Ông vào đọc cho đại chúng nghe Phật dạy mình làm ruộng cách nào. Phật nói, chúng tôi là người luôn cày bừa rất chăm chỉ. Ông làm ruộng nói, tôi chưa từng thấy người dùng lưỡi cày, ách kéo, cuốc xẻng để cày cấy. Đức Phật nói rằng, chúng sinh là ruộng đất của ta,
lòng tin là hạt giống của ta, thiện pháp là nước mưa, trí tuệ là ánh nắng, trì giới là lửa cài, tinh tiến không mỏi mệt. Mỏi là bò của chúng ta, chánh niệm là sợi thừng buộc lấy con bò, chân lý là cái ráng cày mà ta cầm, phiền não từ thân khẩu ý là cỏ dại mà ta muốn cuốc bỏ, sự thanh tịnh vĩnh viễn không sinh diệt là trái quả mà ta cày cấy tu hoạch được. Bây giờ quý vị thấy Phật dạy mình làm ruộng nha. Phật nói đó, chúng sinh là ruộng đất của ta. Có phải là tất cả chúng ta làm việc thiện lành là có đối tượng là chúng sanh không? Đó, như là một Phật tử ở vùng này lên gặp Pháp Hòa ở Munster năm ngoái và trình bày là muốn tổ chức ở cái vùng này. Tại sao? Vì vị đó nói rằng ở vùng đây và các vùng phụ cận có một số Phật tử rất là ham tu hiếu học, nhưng mà vì hoàn cảnh xa xôi có thể các vị không thể đi được. Thôi thầy chịu khó thầy về đây để cho các Phật tử được thăm và chia sẻ Phật pháp với quý vị. Tại sao quý vị đã làm? Nếu thích mình thì quý vị đã lên tới gặp Pháp Hòa rồi. Vì tất cả quý vị ở đây mà các vị đã phát tâm tổ chức. Rồi Đức Phật của mình, Ngài phát tâm Ngài đi xuất gia đâu phải để cho mình Ngài hưởng. Ngài lấy cái chúng sanh làm cái mảnh đất để Ngài cày. Như vậy thì thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta là những người tu á, hay là nói là hạnh nguyện của Bồ Tát á, thì lấy cái gì làm đối tượng? Lấy ai làm đối tượng để tu? Chúng sanh. Nếu mà không có chúng sanh khổ thì đâu có đối tượng để mình tu, phải không? Hay là Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa đấy, Pháp Hòa sẽ có một chuyến đi Âu Châu một tháng để làm công việc là chia sẻ Phật pháp. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa đi mà khơi khơi qua đây nói với ai? Thành thử ra Pháp Hòa nghĩ là khi mà nhìn vô cái gì lịch trình là mỗi nơi mỗi ngày mình đi thì tất cả đại chúng Pháp Hòa gặp mỗi ngày mỗi thành phố đó là đối tượng để Pháp Hòa có mặt. Như vậy thì quý vị thấy không, mỗi ngày mình làm việc, ví dụ bây giờ mình đi làm, đâu phải đi làm để kiếm tiền cho mình sống đâu. Nên tôi đi làm để có tiền nuôi gia đình. Vậy thì gia đình là đối tượng để mình phải chịu cực đi làm. Thì tất cả chúng ta cũng vậy. Tất cả chúng ta cũng, khi chúng ta tu là chúng ta phải có một cái, chúng ta khởi cái tâm thiện lành, là vì chúng ta có được những chúng sanh làm đối tượng, là cái chỗ mà chúng ta cày ruộng. Cho nên trong kinh Đức Phật nói chúng sanh là thỏ đất mà chúng tôi bắt đầu cày cấy. Chúng sinh là ruộng đất của ta, lòng tin là hạt giống. Bây giờ nếu mà mình á, tu mà không có niềm tin lớn thì làm sao mình làm việc? Tin cái gì? Tin người, tin mình, tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả. Tin nó có 6 cách. Thứ nhất là mình tin mình. Thứ hai là mình tin người. Mình tin mình là mình có cái tâm muốn làm việc tốt. Mình tin người cho nên mình mới giao mỗi người mỗi việc để người ta phụ. Rồi mình tin sự là gì? Ví dụ như mình tổ chức một cái gì đó, mặc dù cái hình tướng nó là vậy, nhưng mà trong cái hình tướng nó chuyên chở được cái đạo lý trong đó. Làm việc gì cũng phải có sự, có lý. Giống như nãy đại chúng tụng thời kinh, có chuông, có mỏ, chúng ta bắt đầu tụng thời kinh, đó là sự. Nhưng mà cái lý là gì? Đầu tiên vô đại chúng chưa ổn định tinh thần, tụng thời kinh cho mọi người lắng tâm. Đến xong thời kinh là mọi người tâm bắt đầu lắng, chỗ ngồi rồi mọi thứ nó ổn thỏa. Như vậy rõ ràng sự lý có mặt. Thỉnh tiếng chuông, tiếng mỏ là sự, nghe nó có tiếng nó ồn. Nhưng mà cái lý là để đại chúng nhờ cái tiếng đó mà tụng kinh cho nó ăn rập. Cái áo tràng này là sự, nhưng mà nhờ cái áo tràng này mọi người nghiêm túc, trang nghiêm, không có thô tháo, bất oai nghi. Sâu chuỗi là sự, nhưng mà nhờ sâu chuỗi tâm mình nó định được. Cái bồ đoàn là sự, nhưng mà nhờ cái bồ đoàn cho mình ngồi cái lưng mình nó thẳng, mình ngồi vững, mình ngồi được lâu. Mà nhờ cái bồ đoàn vậy cho nên mình ngồi thiền tốt, không có bị mỏi, không có bị đau. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống này không có cái gì chúng ta làm mà không có sự lý cả. Ăn cơm là sự, no bụng là lý.
Rồi giờ no bụng là lý, xin lỗi, no bụng là sự. No để làm gì? No để làm việc tốt, làm việc lành để tu. Cũng giống như mình bệnh, mình phải uống thuốc. Uống thuốc làm chi? Trước sau cũng chết, bổ làm chi? Thôi kệ, để vậy cho nó chết không phải. Uống thuốc để duy trì sự sống, giảm được những cái bệnh tật. Mà nhờ như vậy chúng ta giữ được sự tu hành của mình lâu dài. Còn nếu mình nghĩ rằng thân này là huyễn mà chúng ta không uống thuốc thì chúng ta bỏ mặc nó, như vậy chúng ta không phải là người biết sống với đạo lý. Cái đạo lý là tuy rằng mọi thứ nó sẽ hoại, nhưng mà nó hoại tự nhiên, chứ chúng ta không đóng góp để làm cho nó hoại hơn. Cái thân này nó tự nó già, chứ mình không cần làm gì cho nó già hết á. Không cần phải thức khuya, cố tình thức khuya, cố tình làm những cái việc là hút sách, cờ bạc để làm cho cái thân này nó bệnh tật. Trước sau gì nó cũng phải là đi đến đó. Nhưng mà thà tất cả mọi cái đi vào cái chỗ tự nhiên. Cho nên mình hiểu cái tinh của mình, tinh mình, tinh người, tinh sự, tinh lý, tinh nhân, tinh quả. À, quý vị ngồi niệm Phật là nhân, mai mốt vãng sanh tịnh độ là quả. Hay nói gần chút nữa, ngồi niệm Phật là nhân, tâm mình được tịnh là quả. Ngồi theo dõi hơi thở là nhân, sau này mình sống có chánh niệm, có tỉnh thức trong mọi cái hành vi cuộc sống mình là quả. Cho nên không cần phải nói nhân quả đâu xa, chỉ cần chúng ta nhìn mọi sự việc chúng ta làm đều có nhân quả hết. Ví dụ như quý vị tổ chức một cái từ khuya tới giờ sắp ghế, sắp bàn làm việc, đây là tạo nhân nè. Giờ mình có chỗ mình ngồi ổn định, thoải mái, đó là quả. Cho nên đừng có hiểu nhân quả là cái gì xấu. Tùy theo hễ mình gieo cái nhân tốt thì quả nó tốt. Cho nên nhân quả bản chất nó không có xấu. Đừng có sợ, ví dụ như ai gặp mình cái đấy, coi chừng nhân quả, nghe nói chị làm cái gì, chị nói tôi. Chữ nhân quả, nhân có thể là nhân tốt, thì quả cũng có thể là quả tốt. Nhân là nhân xấu, thì quả là quả xấu. Cho nên chữ nhân quả là danh từ chung, để chỉ cho mọi hạt giống, tùy theo mình gieo cái gì. Hễ mình gieo cái nhân tốt, thì mọi việc nó tốt. Mình gieo cái nhân xấu, thì việc nó xấu. Cho nên đừng có sợ, chúng ta không ai sống rồi ngoài cái đạo lý nhân quả cả. Ví dụ như bây giờ mỗi ngày mình nói tụng kinh, thì thời gian sau mình thuộc kinh, thì lúc mình tụng kinh đó là mình gieo nhân, bây giờ mình thuộc kinh là quả. Quý vị ngồi niệm Phật thường xuyên mỗi ngày, bây giờ tâm mình an định là quả, chứ đâu phải nhân quả là cái gì xấu. Cho nên miếng đất của mình là chúng sanh, niềm tin là hạt giống. Nếu mình không gieo cái niềm tin vào cái mảnh đất của mình thì không có gì nó có thể thành được. Tu mà không tin, trong kinh Phật nói cái tâm của mình đó, nó có năm thứ hoang vu. Trong đó hoang vu về sự nghi ngờ, nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, nghi ngờ thiện giới của. Ví dụ như bây giờ mình nghi ngờ mình sống giữ giới như vậy, không biết sao giữ giới là mình sẽ được thiện lành chứ có sao. Cho mình nội cái chuyện mình nghi ngờ thôi là tự nhiên làm cho cái tâm của mình nó rối loạn lên rồi. Cho nên thưa đại chúng, quý vị nghe Pháp đó, bây giờ ở trên mạng đó, rất là nhiều người ta nói, nhưng mà phải cẩn thận là có những người, người khác không có truyền đạt chánh pháp, mà người ta nói những điều làm cho mình càng nghe càng mê, càng hoang mang, không biết cái điều đó đúng thật như thế nào. Rồi mới đầu mình nghe pháp, nghe riết, giờ mình loạn, mình không biết cái nào đúng, cái nào sai. Tại vì mỗi người nói mỗi kiểu, à, mỗi người nói mỗi kiểu. Người thì biểu là phải tụng kinh này, người biểu tụng kinh kia. Trong Phật giáo chính thống không có diêu trì kim mẫu, không có thờ diêu trì kim mẫu, không có tụng mà địa mẫu gì hết. Mà bây giờ thỉnh thoảng mà thấy một hai cuốn kinh lại có những cái từ đó trong quyển kinh Phật giáo, không có đúng. Phật giáo không có cái đó. Phật giáo không có diêu trì kim mẫu, không có những cái vị thần thánh như vậy. Cái đó là của tín ngưỡng dân gian. Còn Phật giáo là chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát. Thỉnh thoảng mà dở dài quyển kinh mà thấy soạn kinh Di Đà hay là phẩm phổ môn gì đó, lại chêm những cái câu đó luôn. Lại diêu trì kim mẫu, lại gì ngọc hoàng thượng đế, những cái từ đó
không có trong Phật giáo. Thì bây giờ nếu mà mình không có, không có một cái, không có cái chánh kiến trí tuệ thì mình bị mê lầm. Cho nên mình nghe pháp, cái gì mình không hiểu là phải trực tiếp gặp quý thầy, gặp chư tăng để xác định cái điều đó có đúng hay là không. Chứ không có nên là mình cái gì nghi nghi rồi cũng cứ làm, hoặc là nghe người ta ráng tụng cái này đi, tụng cái này được phước, được mạnh giỏi. Mình thì mình sợ bệnh lắm, cho nên nghe ai nói tụng gì mà mạnh giỏi là mình tụng à. Mình sợ nghèo lắm, cho nên nghe người ta nói tụng cái này giàu có, sự nghiệp tốt đó là mình tụng. Mình sợ khổ lắm, nghe ai nói tụng cái này gia đình hạnh phúc là mình tụng à. Mà mình không biết cái đó là cái gì. Cho hồi xưa đó, quý vị thấy người ta muốn truyền bá những cái thuốc phiện, những cái gì thì ta nói sao? Anh bị khổ phải không? Anh bị buồn phải không? Anh hút cái này vô đi là buồn khổ anh quên hết. Thì người đó đang buồn khổ mà thì bắt đầu nghe hút. Nhưng mà thời gian sau thì ghiền. Mà ghiền rồi thì ta lấy cái ghiền đó của mình để người ta áp đảo, người ta làm, người ta bán những chất đó cho mình. Cho nên cuối cùng mình bị cái khổ về cái đó. Cho nên trong kinh, hạt giống là niềm tin, thiện pháp là nước mưa. Quý vị thấy không? Nếu mình có niềm tin mà không có tưới bằng mỗi ngày cái thiện pháp thì cái hạt giống này nó trật thôi. Bây giờ chúng ta có niềm tin, tin tưởng trời Phật. Mình nói câu chung chung vậy nghe. Tin tưởng trời Phật. Cho nên rồi người ta cũng lợi dụng cái câu trời Phật đó mà người ta tưới tẩm mình bằng những cái không đúng. Hạt giống mà niềm tin mà có mà không tưới bằng thiện pháp thì nguy lắm. Có thể là mình thời gian sau là mình đi vào cái con đường cuồng tín, mê tín chứ không phải là chánh tín như là chúng ta cần phải có ở trong Phật giáo. Cho nên quý thầy á, mà chư tăng á, có cái bổn phận phải nói cái chánh pháp để cho đại chúng, cho tất cả những người cùng tu với mình thấy được cái con đường để mình đi. Thật sự ra quý vị có một cái tâm rất tốt, Phật tử có tâm rất tốt, ai cũng tha thiết muốn tu, ai cũng tha thiết muốn hướng thiện. Nhưng mà nếu mà lỡ mình gặp một cái vị không hướng cho mình được cái điều chánh pháp thì mình sẽ bị người ta dẫn vào cái con đường mê lầm nguy hiểm. Thiện pháp là nước mưa, trí tuệ là ánh nắng. Bây giờ mỗi ngày mình tu là mình muốn trao dồi trí tuệ mà. Nó là cái gì mà nó soi sáng, nó làm cho cái hạt giống của mình hiển khởi. Tinh tiến không mỏi mệt là bò của chúng ta. Mình cày ruộng thì phải có con bò. Và con bò thì nó mới kéo cái cày, nó làm cho đất được xới lên. Thì bây giờ cũng vậy. Mình tu mà không có sự tinh tấn siêng năng thì cũng không thể được. Cho nên mỗi việc làm gì, quý vị biết không, trong lục độ nè, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, năm cái kia phải có tinh tấn. Thí dụ bố thí mà không có tinh tấn thì cũng bố thí bữa có bữa không. Hay là mình trì giới cũng, nếu không có sự tinh tấn thì cũng không được. Nhẫn nhục mà không có tinh tấn nhẫn nhục thì có khi mình nhẫn, có khi mình không. Còn làm việc gì mà có sự tinh tấn thì mọi việc đó đi đến tốt đẹp. Mình nhìn cái người tu tinh tấn là mình biết. Tại cái người mà tinh tấn tự nhiên ở trong người họ nó toát ra được cái hạnh của cái sự tinh tấn. Họ chịu cực, họ chịu nhọc, họ chịu khó. Cho nên Đức Phật của mình á, ngày xưa là nhờ sự tinh tấn mà Ngài mới thành tựu được. Ngài đi cầu học, nhưng mà chỗ nào mà không đưa được cái kết quả tốt thì Ngài tiếp tục Ngài đi, và thậm chí Ngài ngồi trong rừng mà nắng mưa chim chóc quấy phá, Ngài vẫn cố gắng Ngài ngồi. Bởi vì Ngài biết rằng cái sự siêng năng tinh tấn này sẽ dẫn đến cái chỗ có kết quả tốt. Quý vị thấy mấy chục năm mình qua đây mà không có tinh tấn làm gì được ngày hôm nay. Mình tinh tấn học tiếng Đức, mình tinh tấn làm việc nên mình mới được cái ngày hôm nay. Và mình tu là phải có sự tinh tấn. Và tinh tấn tức là con bò nên kêu mãi,
chánh niệm là sợi dây thừng buộc lấy con bò. Tinh tấn là phải có chánh niệm. Nếu mà chánh niệm không có thì làm sao nó giữ cái sự tinh tấn mình chừng mực được. Thưa đại chúng, chánh niệm là gì? Chánh niệm là tỉnh giác mà mỗi việc làm gì của mình đó. Ví dụ như mình ăn cơm, mình biết mình ăn cơm. Hôm nào mà mình đang ngồi ăn cơm với gia đình thì mình biết rằng giờ phút này mình nên có mặt trong bữa cơm cho gia đình, không ăn cơm với điện thoại, không ăn cơm với tivi, không ăn cơm với tờ báo, mà ăn cơm có mặt thật sự cho gia đình. Quý vị biết con cái mình nó đi học về, mỗi buổi chiều á, nó ra nó ăn cơm với mình khoảng chừng 30 phút thôi. Sau bữa cơm rồi nó vô phòng nó đóng cửa suốt đêm. Mình cần cái gì mình kêu nó mới ra, còn không là nó ở phòng suốt. Có nhiều khi mình muốn nói chuyện với nó chưa đầy 3 câu là nó bỏ nó đi rồi. Thành nữ ra nếu mình không có thời tận dụng cái thời gian mà mình ngồi ăn cơm có mặt con cái với gia đình thì rõ ràng là mình đánh mất cái chánh niệm rằng cái thời gian mình ở với gia đình không có bao nhiêu. Bây giờ mình nhìn kỹ mình thấy con cái mình nó cái nó gần gũi với mình rất ít. Nó cầm cái phone nó nói chuyện với bạn nó hàng giờ được. Nhắn tin qua lại mỗi ngày, giờ phút nào nó nhắn cũng được đó. Mà nó đi chơi mà mình gọi phone nó một cái, nó thấy số phone mình là nó cúp, nó không bắt. Có phải không? Nhiều khi nó đi chơi mà mình gọi nó nhiều khi nó muốn bắt, nó bắt lên đó, mẹ sao làm phiền con hoài. Nên mình mới thấy rõ ràng là nếu mà chúng ta không có chánh niệm, có nhiều khi có Hòa hay nói gì nè, con nít bây giờ đến cái tuổi 13 tới 15 là bắt đầu nó giảm cái thời gian ở bên mình. Cho nên những vị nào mà có con còn nhỏ đó, nên dành thời gian nhiều cho nó. Bởi vì khi nó tới 13 tới 15 là bắt đầu nó từ 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 chối sự đi chung với mình. Lúc đó mình có muốn đi chung, nó cũng không muốn. Tại bây giờ nó còn nhỏ, nó gần mình, tại sao mình không gần nó? Mà người không có chánh niệm về mọi sự việc trong cuộc sống của mình đó, là mình để cho mọi việc nó đi qua và chừng đó mình kéo lại không được. Có nhiều khi á, trong gia đình của mình, một cái người đó họ chịu nhẫn nại với mình. Mình cũng không có chánh niệm về sự nhẫn nại của họ. Mình lấn lướt họ, mình ăn hiếp họ. Đến một ngày nào đó, họ buông mình. Có một hôm á, trong một cái bài pháp thoại Pháp Hòa nói cho người Mỹ, thì trong cái buổi nghe đó, đó có một ông người ngoại quốc, ông Mỹ đó, ông nghe xong bài pháp đó ông khóc. Ông nói bây giờ thầy có cách nào thầy cứu tôi không, tại vì bây giờ vợ tôi đã bỏ tôi đi rồi. Thì ông mới ngồi ông kể, ông nói rằng á, từ hồi mà ông sống với vợ ông á, ông chưa bao giờ dễ thương với vợ hết. Ngày nào đi làm về, ông cũng kiếm chuyện này, chuyện kia, mà vợ làm cái gì ông cũng la. Mà bà vợ này luôn luôn nhịn ông. Và bà vợ thường nói với ông, khi nào con gái 18 tuổi, bà vợ nói với ông á, ông nên nhớ, khi nào con gái 18 tuổi, thì ngày đó là ngày tôi sẽ ra đi. Thì ông nghĩ rằng bà vợ chỉ hù dọa, tại vì bao nhiêu năm nay bà cứ nói hoài câu đó. Thì quý vị biết cái ngày con gái cách đó không lâu, thì cái ngày đó đúng sinh nhật 18 tuổi đứa con gái, thì chính ngày hôm đó ông đi làm về, ông không thấy bà vợ nữa. Bà vợ dọn ra và đem quần áo mọi thứ ra khỏi nhà. Ông đi về, ông tá hỏa. Ông không nghĩ là bà vợ sẽ thực hiện điều bà vợ nói. Thì ông mới nói với Pháp Hòa là tôi đã nghe câu này và tôi không nghĩ vợ tôi làm. Bây giờ tôi ngồi tôi nghiệm lại rằng tôi thấy rằng bao nhiêu lâu nay tôi sống và tôi ăn hiếp vợ tôi rất là nhiều. Tôi không cho vợ tôi được một cái ngày thoải mái. Thì nếu mình mà có tới giờ phút đó mình mới chánh niệm thì đôi khi nó muộn rồi. Cho nên chánh niệm là gì? Là sự nhớ nghĩ, sự quán xét chân chánh về cái hiện thực của mình đối với người cũng như trong cuộc sống của mình. Ví dụ như chiều hôm nay mình ngồi đây, mình có chánh niệm về thời tiết không? Mình chánh niệm về thời tiết là hôm nay trời rất nóng.
ví dụ vậy đó. Thì khi mình có chánh niệm về thời tiết nóng á, thì chúng ta sẽ bớt đi những cái ăn mặc mà nó làm cho mình nóng nảy. Ví dụ như trời này mà ai đi quấn khăn, trời này mà ai đi đội nón len, đó không? Hay là mình nói tôi định lấy cái áo là tôi mặc cái áo len vô, nhưng mà tôi nhớ bữa nay ngoài thời tiết nóng thì mình sẽ kiếm cái áo nào mà nó vừa không có quá nóng. Quý vị biết không, nhiều khi mình chánh niệm giỏi quá, nhiều pháp hòa là mới chiều để thôi chứ không đâu á, để bước vô trong cái nhà vệ sinh thì cái cây đèn á, cái đó là bóng đèn mà đâu biết, mà tưởng là cái cây mà để móc áo. Ra cái áo bóc lên đó, mình rửa mặt một hồi sao thấy cái mùi khét. Mà mình nói ủa, không lẽ nước nóng mình mở mà nó khét dữ vậy. Tới hồi mà mình ngó lên, mình mới thấy là nó bốc khói. Quý vị không? Tới hồi mà mình thấy khói nó bốc lên á, mình cầm cái áo lên là cái áo mình nó bị cháy hết một phía sau rồi, do cái bóng đèn nó quá nóng. Vì cái đó là cái bóng đèn, mà Pháp Hòa tưởng là cái cây người ta bắt ở trên tường để cho mình móc cái áo. Chánh niệm mà đi chơi là hư quần áo. Thì vì trong cuộc sống của mình cũng vậy, có nhiều khi á, mình thiếu chánh niệm thôi, một lời nói của mình có thể làm đổ vỡ hết mọi hạnh phúc. Nhiều khi mình thiếu chánh niệm thôi, một hành động của mình có thể làm hư hết cả một cái công trình mà chúng ta đang gây dựng. Cho nên trong cuộc sống á, cái chánh niệm là, trong cuộc sống của người học Phật á, chánh niệm là chìa khóa, chánh niệm là trái tim của mọi sự tu hành. Mình thiếu chánh niệm thôi là hư. Ông Hòa mới nói với thầy, người ta nói trời ơi cái áo này là thầy thích nhất, tại nó vừa nhất mà giờ cháy mất rồi. Nó cháy nguyên cái cổ luôn. Thì quý vị mới thấy rằng, rồi có mới trước khi qua đây nè, đi giảng bên Mỹ, bước vô trong nhà vệ sinh đi đánh răng, thấy ai để cái cây nhỏ nhỏ về tưởng chai kem, lấy bỏ miệng đánh răng, càng đánh sao nó càng đắng. Nói ủa sao cái kem này nó không ngọt, nó không có the, mà cái mùi mà nó đắng đắng kỳ vậy. Đang đánh răng vậy nó dừng lại bóc cây là lên coi cây gì, trời ơi là thuốc trụ sinh. Thuốc trụ sinh mà để người ta xích ghẻ đó. Nhả ra không kịp. Quý vị thấy không? Thật ra hàng ngày khi mà mình chánh niệm á, nhiều lúc có mà đi giảng, trong giấy á, nó để là tới cái cổng đó, từ thành phố nào đó, đọc ba chừng ba chán lại cái cổng khác ngồi. Ngồi nó ủa sao mình sắp tới giờ bay mà sao cái cổng mình nó im ru, không thấy có ai chưa vậy. Tới hồi nhìn kỹ lại là không phải cổng đó, mà tới giờ bay rồi, lúc đó chạy muốn chết, kéo cái vali làm sao nó gãy luôn cái bánh. Rồi quý vị biết không, khi mà cái bánh xe của cái vali nó gãy rồi thì phải làm gì? Phải khiêng cái vali mà chạy. Mình nó tức cái mình nói nãy giờ dư mấy tiếng đồng hồ không lo mà đọc kỹ cái cổng, cái cửa, rồi cái số, cái chữ, cái tên thành phố, nhiều khi họ viết tắt, đọc cái tưởng thành phố kia, ngồi cà kê dây ngỗng. Tới hồi đi rồi nó gấp thì phải chạy, mà chạy cái bắt đầu đâu phải đâu, cái xui mà không bao giờ nó xui một đó. Người ta thường nói phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái phước thì không đến cả hai, mà cái họa thì không bao giờ nó tới một. Đã trễ giờ rồi, chạy muốn chết rồi, mà cộng thêm vali gãy nữa. Một là gãy cánh tay kéo, hai là gãy cái gì, cái bánh xe. Thế là khi muốn chết. Mà mình hà tiện không có gửi vali, sợ tốn 25 đồng phải không? Cho nên là sách vở rồi băng giảng gì mình để cả vali, khi muốn chết luôn. Tới cái cổng đó đóng cửa đi rồi. Chừng đó là sao? Nãy giờ hư vali, gãy vali, thở muốn chết, mà cuối cùng cũng sao, trễ bye bye. Giờ hao sức, hao của, thêm hao tiền nữa, phải đóng 50 kiếm cái vé khác để đi. Chỉ cần thiếu chánh niệm một chút thôi thì cái này cái kia nó lây lắm. Cho nên quý vị biết chánh niệm là chìa khóa, chánh niệm là trái tim của mọi sự tu hành. Quý vị ngồi niệm Phật phải có chánh niệm để niệm Phật. Khi mình ngồi niệm Phật là mình biết giờ đó giờ niệm Phật, kệ nó, con nó có đi về nó ăn gì nó ăn, đừng có quan tâm.
ví dụ nó lỡ nó ăn không đúng món, mình đã để cho nó là cái món đó mà nó có cái nước chấm này, mà nó ăn nó bị thiếu cái nước chấm đó, đâu phải lần đầu tiên trong đời nó ăn nó thiếu vậy đâu, mà mình cũng phải đứng dậy cái chấm này là con có này cho nó ngon, rồi cái bắt đầu lại niệm tiếp, rồi niệm đâu được mấy câu cái nhớ trực lại, con ăn xong nhớ hâm cho ba con ăn với nghe con, rồi lại niệm Phật tiếp. Và nếu mình thấy rằng trong một cái khóa niệm Phật của mình mà nó nhảy, cái đó Phật gọi là gì, tán tâm tạp loạn. Rồi mình ăn cơm mình cũng, cho nên ở trong buổi cơm đó, quý thầy thường hay nhắc ăn cơm không có nói chuyện, mỗi ngày đại chúng cho gia đình mình 10 phút im lặng ăn cơm. Không phải là mình không thích gì, nhưng mà để mình thật sự mình vận dụng cái chánh niệm để thưởng thức những món ăn mà của gia đình mình nấu. Giống như mấy bữa trước có một Phật tử, người chồng là người Đức, ở nhà hái những cái hoa để mà làm ra những món mứt bằng cái loại hoa đó. Cho nên có nhiều buổi sáng họ đem ra thờ tặng cho quà miếng ăn bánh mì. Thì quý vị biết á, cái mứt mua ngoài chợ á, như là mứt dâu, mứt cam rồi mua ngoài chợ là thường rồi. Nhưng mà ngày hôm qua Pháp Hòa ăn bánh mì với cái mứt hoa do Phật tử đó người ta hái, người ta về, người ta đem hết công sức ta làm. Thì Pháp Hòa ngồi và nhai miếng bánh mì đó mà Pháp Hòa thưởng thức cả cái hương thơm của hoa đó. Vì cái mứt đó đó không phải dễ có. Cái mứt mà mình ngoài chợ mình mua thì nó nhiều rồi. Còn cái mứt mà bằng cả cái tâm của họ trong đó. Cho nên thường thường á, Pháp Hòa đến đạo tràng hay đến nhà Phật tử, Pháp Hòa thăm nhà hay ăn cơm á, Pháp Hòa không quan trọng là người ta nấu ngon, nấu dở gì, nhưng mà mình thưởng thức được cái tấm lòng của họ. Ngồi dưới đất cũng được, nhưng mà tại vì mình ngồi dưới đất, nhưng mà mình biết rằng trong giờ phút đó là cả tất cả tấm lòng của Phật tử đối với mình. Chứ thường thường quý vị hay nói, con ngại quá à, nhà con chật chội mà nói trời tới thăm Phật tử chứ tới thăm ở nhà làm chi. Đó, mà bình thường thì mình hay nói tế nhị, mình nói mời thầy đến thăm nhà đó, nhưng mà nhà chật, nhà rộng, mấy cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nếu mà nó rộng thì chùa, có nhiều cái chùa cũng chật vậy. Nhưng không quan trọng. Cái quan trọng là mình phải có chánh niệm, mình có mặt giờ phút đó cho Phật tử. Chưa chắc là lần sau mình có cơ hội. Chưa chắc là vì công việc Phật sự và mọi việc nó đi tới và nó không bao giờ có cơ hội. Cho nên Pháp Hòa trân trọng. Quý vị biết ở chùa mỗi lần mà có khóa tu ngồi ăn cơm với đại chúng dài, có nhiều lúc Pháp Hòa đang ăn, Pháp Hòa dừng lại, Pháp Hòa không ăn nữa. Pháp Hòa nhìn từng Phật tử ngồi, từng bát, từng Phật tử, tự nhiên mình thấy vui mà trong lòng mình thương lắm. Mình nhìn cái bát kia mình nói trời ơi, bát này đã sinh hoạt với mình 30 năm rồi, từ lúc mình mới đặt chân tới Canada. Bát mới có 60 mấy tuổi mà bây giờ bác 80 mấy 90 tuổi rồi. Thì Pháp Hòa trân trọng cái giây phút bác Phật tử đó đang ngồi ăn cơm. Mình thấy họ dễ thương, mình thấy họ gần gũi. Rồi mỗi lần lên tụng kinh, Pháp Hòa nhìn từng cái bồ đoàn, nhìn từng chiếc ghế người ta sắp xếp. Như hôm nay bước vô vậy, Pháp Hòa đứng ngay bằng Phật và nhìn thôi. Trong giây phút đó, Pháp Hòa trân trọng những gì mà những bàn, những tấm lòng mà Phật tử đã để vào. Cho nên mình sống mà có chánh niệm, tự nhiên mình hạnh phúc lớn lắm. Vì mình thấy mình đi tới đâu ai ai cũng đều để hết tâm của họ vào đó. Quý vị bước vô, quý vị ăn một bữa cơm, cái ngon cái dở không nói, như mình thấy được cái lòng thôi. Bao nhiêu là món ăn rồi sắc bằng những cái hoa, lấy củ cà rốt làm những cái hoa, lấy trái cà chua là thành những cái hoa, tất cả những cái đó đều từ những tấm lòng. Cho nên cuộc sống mình mà có chánh niệm chút thôi là mình sẽ bớt đi những cái tâm gọi là khen chê, mà chúng ta biết mở lòng, chúng ta trân trọng. Vì có trân trọng như vậy đó thì chúng ta mới sống hạnh phúc, và mình làm cho người khác có hạnh phúc. Và cái trân trọng của mình làm cho người ta phấn đấu, người ta phấn chấn tinh thần, người ta tiếp tục, người ta phụng sự. Quý vị thấy mưa mấy đứa nít nó vẽ cái hình nó có đẹp, nhưng mà nó đem về mình khen quá chừng, con của mẹ giỏi quá, con vẽ đẹp quá. Mà thật sự là quý vị biết không, cái hình đó quý vị giữ đi, rồi mai mốt nó 20 tuổi mình nhìn lại cái hình hồi nó học lớp 1, nó đi vô trường, cô giáo biểu nó vẽ đem về tặng ba mẹ những ngày lễ đó, quý vô cùng. Nên giữ những cái hình đó. Nếu ai mà có con nhỏ, cháu nhỏ,
nó đi vô trường, cô giáo biểu nó vẽ những cái hình đó, quý vị nên giữ những cái hình đó, rồi mai mốt quý vị sẽ thấy cái dễ thương của nó trong đó. Ở trong phòng Pháp Hòa hay treo mấy cái hình đó, gắn vô tủ lạnh, gắn vô mấy cái tủ qua làm việc. Có những đứa nhỏ hồi nó học lớp 2, lớp 3, nó vẽ thầy đứng đầu trọc có một sợi tóc rồi thầy đứng cầm cái mỏ, hình rất là xấu, và nó đem về nó tặng Pháp Hòa hồi nó 2-3 tuổi. Mà bây giờ đại học rồi, ra trường đi làm rồi, những cái hình nó vẫn còn treo đó. Và mình mới thấy rằng đây là những cái nó nuôi dưỡng mình. Thành nữ ra trong cuộc sống, cái sự có mặt của nhau, cái sự có mặt của nhau nó nuôi dưỡng nhau lớn lắm. Tiếng Mỹ nó có cái câu là present, là món quà. Nhưng mà cái chữ present nó cũng có nghĩa là giây phút hiện tại. Cho nên người Mỹ nói là present moment is a wonderful gift, hay là present, tức là giây phút hiện tại là một món quà quý báu, một món quà tốt lắm. Present moment, giây phút hiện tại, is a wonderful present, đó là một món quà. Giống như giờ phút này chúng ta có mặt cho nhau, mặc dù trời bên ngoài nóng bức, nhưng chúng ta khắc phục được, chúng ta ngồi đây bằng cả chánh niệm. Có một lần đi đến một ngôi chùa người Campuchia, Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ và tổ chức đi hành hương cho con nít, nít không thôi, dẫn cả trăm em đi hành hương các chùa. Bước vô cái chùa của một cái người Campuchia, người Miên, trời ơi cái nhà nhỏ mà nó nóng ơi là nóng, mấy đứa nhỏ nó ngồi mà nó ôi bức, nó khó chịu, nó nói thầy ơi nóng quá, chật chội quá. Thì có em nhỏ nó ngồi kế bên, nói sao biết không, nó nói Du á, cái nóng này mà Du không chịu nổi á, Du có biết là cái nóng ở dưới địa ngục nó còn hơn cái này không? Thì khi mà nó nói được cái câu đó rồi á, thì mấy đứa nhỏ kia nín hết trơn, và tự nhiên không có còn ai than thở gì nữa hết, phải không nào? Là nói ví dụ như hôm nào mình ăn cơm mà dở dở đó, ăn ngán rồi đó, quý vị nhớ những bữa cơm ở trại tị nạn thì tự nhiên mình ăn ngon liền. Cho nên Pháp Hòa là không bao giờ chê đồ ăn, và ăn rất ngon lành. Tại vì sao? Tại vì mình đã từng sống những ngày thiếu ăn, cho nên bữa cơm nào mình ăn mình vẫn thấy ngon hết. Chan cơm nước tương vẫn thấy ngon, ăn cơm với lại dưa muối vẫn ngon. Giống như Ngài Hoàng Nhất Đại Sư, bữa đó Ngài mời khách ăn cơm, mà Ngài đem cái món củ cải á, Ngài ra Ngài mời khách ăn, thì ông khách ổng ăn ổng nhăn mặt mặn quá. Cái ăn xong dọn cơm ra thì bắt đầu Ngài tới viên nước lạnh, Ngài cũng cầm đi nước lạnh, Ngài uống ngon lành. Ông đó nói thiệt cái tu rầu hòa thượng ghê, hồi nãy cho ăn thì củ cải mặn chát, tới giờ mời uống nước thì không uống nước trà, uống nước ngọt mà uống nước lạnh, lạc nhách. Thì Ngài Hoàng Nhất Ngài mới nói mặn có cái vị ngon của mặn, lạc có vị ngon của lạc. Có một hôm á, các đệ tử đi đi công việc về, thấy thầy trụ trì á, đang lụm cụm phơi củ cải, trời nắng nóng gì. Thì các đệ tử mới nói dạ bữa thưa thầy, trời nóng chang chang nóng bức, sao thầy không vô thầy nghỉ đi, đợi lúc khác rồi hả phơi củ cải. Hòa thượng cười, hòa thượng nó trả lời nói nếu mà đã muốn phơi củ cải mà trời lúc không không phơi lúc này thì lúc nào mới phơi. Quý vị hiểu được câu nói đó không? Trời đang nắng nghĩa là trời nắng tốt, thì muốn phơi đồ cho khô thì trời nắng tốt không phơi, không lẽ đợi lúc nào trời mưa đem ra phơi. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là khi nào chúng ta ý thức được việc gì chúng ta cần làm, chúng ta làm liền, chứ đợi biết ngày mai nó còn cơ hội làm nữa không? Phải không? Cho nên Ngài trả lời một câu mà nó hai ý. Nếu muốn phơi củ cải không lúc này phơi thì lúc nào mới phơi? Muốn phơi mà không đợi, không lúc có nắng không phơi, không lẽ đợi lúc mưa? Mà bây giờ tôi tuổi già này rồi không cho tôi làm, rồi không đợi, không lẽ đợi tôi chết rồi biểu tôi làm? Làm biểu được cuộc sống, chánh niệm là chìa khóa. Cho nên đó, trong tất cả mọi sự tu tập, chánh niệm là quan trọng. Chánh niệm mà có rồi tu tập rất an vui, vì cái chánh niệm đó nó cho mình được cái ý thức về sức khỏe thời gian của mình. Cho nên trong này nói chánh niệm là sợi dây buộc lấy con bò, chân lý là cái cán cày mà ta cầm,
phiền não từ thân khẩu ý là cỏ dại mà ta muốn cuốc bỏ. Hồi nãy Pháp Hòa thưa phải không, mình mà không khéo là cái miếng đất nhỏ đó đó, cỏ dại nó mọc vô. Mà cỏ dại nó mọc vô thì sao? Nó cũng dễ làm cho miếng đất đó bị hết dinh dưỡng và không còn tươi tốt nữa. Cho nên mỗi ngày đại chúng nhớ là hễ nó mọc cái cỏ dại vô đất thì có chánh niệm nhìn biết cỏ dại lấy ra. Có nhiều khi mình lầm là cỏ tưởng rau, cứ tưới miết, tưới xong rồi mới phát hiện trời ơi tôi tưởng là rau thơm, ai nhờ đâu là cỏ dại. Mà thường thường mình là kiểu gì? Có nhiều khi mình nỉ y nè, quý vị thấy mình nỉ y á, mình ăn xong có cái chén không có rửa liền, thôi có một cái mà rửa làm chi, để trong sinh. Ngày hôm sau lát nữa có một cái ly để vô sinh, để vô cái bồn, chừng tiếng hồ sau nguyên một cái bồn chén dơ. Lúc đó mình bắt đầu quýnh lên, mình bắt đầu rửa, mà hễ mà cần thiết cái rửa cái không có thời gian, chi bằng á vừa ăn xong cái ly nước uống nước thì chúng ta rửa liền. Thường thường á, bữa cơm chính ăn cơm chiều xong là mình có cả một cái bồn chén để rửa. Nhưng mà rửa xong rồi thì mọi người trong gia đình phải có chánh niệm, giờ cơm đã qua rồi, chút xíu nữa ai cần uống một ly nước, ăn một miếng bánh mà cần dùng ly dĩa, nhớ rửa lên liền, đừng để trong sinh. Tại vì chỉ một cái ly mình có thể làm được. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, những lúc mình có chánh niệm là tự mình sẽ giải quyết cái đó liền, không để cho nó thành ra một cái phức tạp sau này. Có nhiều khi người ta về, ta thấy có một cái ly trong sinh, trong cái bồn nước, người ta có thể nổi bồ đề gai lên. Vì người ta nói tại làm sao có một ly mình không rửa. Cho nên quý vị thấy không, có nhiều khi mình thiếu chánh niệm thôi, một cái ly người ta có thể rửa cả bồn sinh, cả bồn chén, nhưng tại sao chỉ vì một cái ly mà người ta nổi nóng, người ta phiền não? Vì người ta thấy cái sự thiếu chánh niệm của mình. Mình không có chánh niệm rằng á, nhiều khi mình đi làm, đi học về, chỉ có một cái áo của mình thôi mình không máng lên được, mà cái áo đó thôi cũng để đủ làm ta nổi nóng, vì mình không máng cái áo đó lên một cách đàng hoàng. Một đôi giày bỏ bừa cũng có thể làm cho người ta phiền não. Cho nên chánh niệm nó giúp cho mình thấy lúc nào chúng ta phải cần làm gì. Và ở trong này nói rằng á, cái người mà chúng ta có được cái nhổ những cái cỏ dại đó lên tức khắc thì chúng ta không có để cho khẩu nghiệp của người khác sao. Cái ý ở đây đó, là chúng ta sống mọi người đều có một cái ý thức trong cuộc sống. Thì qua cái bài kinh này á, đại chúng thấy rằng mỗi người chúng ta là một người phải làm việc cày ruộng, cầm cày, xới đất, nhổ cỏ dại, cột dây con bò, dẫn con bò đi cho nó đúng. Mà nếu ai cũng mỗi ngày hành xử như vậy thì cuộc sống tu hành của mình nó dồi dào. Bây giờ đừng có, không cần nói là mình là một Phật tử, chỉ cần tất cả chúng ta mỗi người sống trong cuộc sống này, ai cũng phải cần có làm việc kiểu này để giữ cho cái hạnh phúc bản thân, hạnh phúc gia đình, và những người xung quanh mình họ cũng hoan hỷ với mình trong cái việc cày xới của mình. Ai cũng có một mảnh đất tấm. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nhận một cái thư, thì cô này của đạo Chúa, cô viết cho Hòa cái thư, và trong thư cô mới nói rằng á, cô rất cảm ơn quý thầy đã cho cô nghe được nhiều lời bài giảng hay, và kể từ khi á, mà cô biết nghe Phật pháp rồi đó, cô nhận chân được Phật pháp và Phật pháp đã chỉ cho cô cách sống đó, cách ứng dụng đó. Bây giờ cô đi nhà thờ cô thấy hạnh phúc, là tại vì ngày xưa đi nhà thờ mà ngồi nghe ông cha giảng hiểu nhớ, là bây giờ ngồi nghe ông linh mục giảng và có cái ánh sáng của Phật pháp soi, làm cho lời giảng của vị linh mục đó, ông cha đó càng ngày càng rõ ra thêm. Và bây giờ cô càng ngày cô càng rõ ra thêm, thì cô thấy xung quanh mọi người sao người ta sống vì tiền nhiều quá. Người ta mở miệng ra là tiền, mỗi cái nghĩ của người ta là tiền, người ta sống vật chất nhiều quá. Rồi cái gì cô cũng chấp nhận, cô giúp người ta. Cô nói rằng con chưa bao giờ con biết say no, tức là chưa bao giờ từ chối ai, ai nhờ cái gì này. Mà bản thân con á, mà hãy con yes rồi là con phải ôm, mà con ôm là con khó chịu.
con chưa đủ cái công lực để tiêu hóa. Mà mọi người xung quanh cứ nghĩ là con mạnh dạn lắm, cho nên bao nhiêu thứ cứ đổ lên người con. Thì Pháp Hòa trả lời cái thư của cổ và nói: vì vậy cho nên tất cả chúng ta cần phải có chánh niệm. Mình có lòng từ bi lúc nào cũng say yes, chấp nhận. Nhưng mà nếu lúc nào mình cảm thấy là mình phải say no để mà bảo vệ được cái thành trì của mình, tại vì cuộc sống là tương đối mà, mình đâu phải lúc nào tuyệt đối cũng yes được, phải không? Thời gian mình có 24 giờ, cho dù mình có tốt cỡ nào đi nữa, mình cũng không làm hơn 24 giờ được. Cho nên cái chánh niệm nó quan trọng đó, nó biết cho mình lúc nào là chúng ta cần phải giải quyết. Một em khác viết cái thư: thầy ơi, con yêu anh này lắm và anh này cũng yêu con lắm, mà giờ có cái khổ là tụi con khác đạo. Bây giờ gia đình bên kia nói là tùy con muốn giữ đạo ai nấy giữ. Thì Pháp Hòa có nói trước mắt là như vậy, đó là, nhưng mà mình vẫn phải có một cái chuẩn bị rằng tương lai nó không phải như bây giờ mà chúng ta nghĩ. Đó, thành thử lúc nào mình cũng có chánh niệm về cuộc sống như vậy đó. Rồi ai cũng có chánh niệm về những gì mà chúng ta cam kết đó. Thì đôi bên nó đỡ phiền não khổ đau với nhau. Giờ cuộc sống này á, quý vị thấy đi trên đường mà, nếu mà không có chiếc xe nào nhường chiếc xe nào á, là sẽ có tai nạn. Cho nên nó có những chiếc xe chạy rất nhanh thì tự nhiên xe khác thấy người đó chạy ớn quá thì sao? Chạy chậm lại. Quý vị để ý trong cuộc sống có những người người ta nhích thì nhích, ta muốn quẹo ra. Mà thật sự mình có cái quyền chạy thẳng đó, nhưng mà chỉ cần chúng ta dừng lại cái để chúng ta nhường 2 giây, 3 giây cho người đó quẹo ra thì sao? Giao thông nó lưu thông thôi. Đã kêu là giao thông, tức là có phải có những cái lúc mà chúng ta dừng để giao lại con đường đó cho người khác không? Cho nên mình có một cái truyền thống là cúng giao thừa đó. Chữ thừa là gì? Là tiếp nối. Chữ giao là năm cũ giao lại cho năm mới, rồi năm mới tiếp tục thừa hưởng, bắt đầu những công việc tiếp tục, gọi là cúng giao thừa. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, cuộc sống này là một sự giao thông. Có những lúc chúng ta bắt đầu bật đèn đỏ để chúng ta dừng, để cái đèn xanh nó lên cho người khác đi. Và có những lúc chúng ta đi đèn xanh và người khác dừng ở đèn đỏ. Bản thân chúng ta đôi lúc cũng phải tự cho mình một cái đèn. Có lúc mình phải tự bật đèn đỏ, tức là có giờ phút nào mình phải dừng để mình nghỉ ngơi. Và có những lúc nào mình phải mở đèn xanh để mình đi. Nếu mình có khả năng mà mình không bật đèn xanh thì cái khả năng mình mãi trụ. Còn nếu như á, mà mình có khả năng mà mình cứ ở đèn đỏ thì mãi mãi mình không đóng góp được gì cho cuộc sống. Cho nên cái chữ giao thông là làm cho con đường nó thông suốt, là tại vì chúng ta biết có những lúc chúng ta dừng để giao kết với nhau trong mọi cái tuyến đường. Có những lúc mình đang đúng, mình đang có được có cái đúng để chúng ta đi thẳng, nhưng mà mình thấy chiếc xe đó đang lui ra rồi thì tự nhiên mình dừng lại để cho họ lui ra, họ quẹo xe họ đi thì tự nhiên mình đi thông suốt. Bây giờ mình ba gai, mình đứng ngay chỗ đó không cho họ ra thì họ đâu có quyền nói gì mình, không? Nhưng mà tự mình làm khó nhau, mình cũng dừng lại chứ mình có được đi đâu. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống vì một chút ba gai của mình dừng lại để mọi việc nó bế tắc, mình không đi và mình cũng không cho người khác đi. Cho nên chính vì vậy mà trong cuộc sống nó có thường hay có những cái xích mích nó rất nhỏ, nhưng mà tại chúng ta không có chánh niệm chúng ta thấy. Cho nên qua cái bài kinh này nó sâu sắc ở cái chỗ là cho chúng ta thấy được tất cả mọi cái hành động của mình trong mỗi ngày, từ đức niềm tin của mình, chánh niệm của mình và tất cả mọi công việc của mình làm sao để cho mọi việc nó được tốt. Thì quý vị thấy mình là một người tu mà đâu có làm biếm đâu. Lúc nào mình cũng siêng năng, mình cày xới mảnh đất tâm của mình, là đặc biệt là không cho cỏ dại nó mọc. Và chỉ cần chúng ta thấy rằng á, những từ chúng ta dùng trong đời sống hàng ngày, quý vị biết ở bên nước Bhutan đó không có đèn xanh đèn đỏ. Một quốc gia duy nhất không có đèn xanh đèn đỏ. Ở bên Bhutan là mọi người nhường nhau đi.
chiếc xe kia đi tới, thấy chiếc xe nọ đi tới, xe này bên này dừng, và cả nước Bhutan không có cái đèn xanh đèn đỏ nào hết. Tiếng Mỹ nó kêu là no traffic light. Còn ở đây là bình đèn xanh đèn đỏ đầy hết mà vẫn đụng xe. Tại sao? Là vì người ta cứ muốn lấn lướt đi mà không bao giờ người ta hiểu được nguyên tắc của cái đèn. Và người ta không bao giờ hiểu được hai chữ giao thông. Nếu mà cuộc sống chúng ta hiểu được hai chữ giao thông thì không phải giao thông ngoài đường, mà cuộc sống chúng ta qua lại cũng là một sự giao thông. Mà chúng ta thường dùng là giao lưu, để cho nó thông suốt. Lưu là nó lưu chuyển. Nhưng mà đâu, chúng ta đâu dùng hay. Chúng ta nói thôi, mà chúng ta không ứng dụng, chúng ta sống đúng. Cho nên mình có giao thông nè, mình có giao lưu nè, phải không? Nhưng mà thường thường chúng ta nói mà chúng ta không làm. Vì vậy mà bao nhiêu cái khổ lụy nó có mặt. Thì thôi, hôm nay buổi chiều này được gặp đại chúng, và Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh này do Đức Phật dạy. Cái nguyên do là có một ông, ông làm cái nghề cày ruộng, và ông hỏi Đức Phật: chúng tôi là những người luôn luôn làm ruộng, vậy thì các ông là người tu, các ông có làm ruộng không, để các ông có sự sống không? Thì Đức Phật nói: chúng tôi có làm ruộng, và cách làm ruộng của chúng tôi là gì? Cày xới đất tâm, lấy chúng sanh làm đối tượng của sự tu hành, và chúng tôi luôn luôn có cái dây để dây tinh tấn cột con bò. Không, dây đó là chánh niệm, con bò là sự tinh tấn, vân vân. Và hơn nữa, chúng ta mới nói thêm về cái sự chánh niệm qua lại trong cuộc sống, qua cái hình ảnh cái đèn giao thông. Và có những lúc chúng ta phải sống như thế nào để cho mọi việc nó tốt. Ví dụ như mình đang đi ở trước đây, có một người bưng một cái thao rất là nặng. Chúng ta đang đi trước, chúng ta có quyền đi từ tốn, anh là người đi sau, anh phải chịu thôi à. Nhưng mà không bao giờ chúng ta làm như vậy, và chúng ta tự ý thức người ở ngoài sau mình đang bưng một cái vật rất nặng, chúng ta đứng qua một bên, nhường con đường đó cho người đi trước. Quý vị thấy không? Đó là sự giao thông. Nhiều lúc chúng ta đang đi trước, nhưng mà ý thức được phía sau mình người đó đang rất nặng. Có nhiều lúc đang đứng sắp hàng, trả tiền cái gì đó, hay đi vô trình passport lúc mình đi vô hải quan, nhưng phải qua ý thức là ở phía sau mình là một cặp vợ chồng có nhiều con nhỏ, trời khuya rồi, họ cần đi về sớm để nghỉ ngơi. Mình lui một bước nhường cho gia đình đó đi lên, mình thấy họ vui hẳn ra. Mình thấy họ vui hẳn ra vì họ thấy rằng họ cũng đang rất muốn như vậy, mà họ không thể nói với mình. Thì mình ý thức được điều đó, mình lùi lại, mình nhường cho gia đình đó đi, mình thấy niềm vui họ có mặt. Rồi có nhiều khi có nhiều người họ đang gấp một cái việc gì đó, họ đứng là tính tiền, thế mình mới nói tôi đứng này trước, tôi đứng tôi trả trước. Nhưng mà chỉ cần mình nói thôi ông lên ông trả trước đi, hình như ông gấp. Quý vị sao thấy họ vui hẳn ra liền. Ta nói trong cuộc sống á, con mắt mình để nhìn, trái tim mình để cảm, và hành động của mình liền có mặt. Mình biết người đó đang gấp, mình lui lại. Quý vị biết trong cuộc sống mà chúng ta chỉ cần dùng con mắt với trái tim của mình đi đôi với nhau thôi là mình giúp được rất nhiều người trong cuộc sống. Và mình như vậy đó thì chúng ta sẽ thực hiện đúng cái nghĩa là chúng sanh là mảnh đất để chúng ta cài, vì chúng sanh là những đối tượng để chúng ta hành đạo Bồ Tát. Cho nên ai thọ Bồ Tát giới rồi, muốn tu cái hạnh Bồ Tát không có xa đâu, nó gần ngay trong cuộc sống của mình. Chỉ cần chúng ta ý thức được rằng mọi người xung quanh chúng ta đôi lúc họ có những điều họ muốn làm, họ muốn thực hiện, chỉ cần chúng ta lùi cái thôi là chúng ta đưa họ cái thời gian đó để họ làm, rõ ràng chúng ta hành Bồ Tát đạo. Một cái người mà người ta đứng thạch phỏng, người ta không có xe, người ta trễ xe bus, hoặc là người ta bước lên xe bus, ta muốn có chỗ ngồi mà mình ngồi đầy hết trơn, chỉ cần mình đứng dậy mình nói bác ngồi đi, cô ngồi đi, là họ là đối tượng để mình làm Bồ Tát đạo rồi. Mình đã bố thí rồi, bố thí cái chỗ ngồi, chứ không phải là đợi ai thiên tai bão lụt chúng ta góp tiền gửi về mới gọi là bố thí. Trong cuộc sống này chúng ta có thể bố thí bằng mọi hình thức, bố thí con đường cho ta đi cho tốt, bố thí nụ cười, bố thí một cái góp sức của mình. Cho nên người ta hay khiêm cung, người ta nói chị cho em một tay, có nghĩa là phụ á.
Nhưng mà thường thường một tay mà chỉ nhiều khi chỉ cầm tay thôi mà cái việc đó nó đi tới. Thôi thì xin chúc đại chúng qua cái bài kinh này chúng ta thấy được cái sự chúng ta thấy được cái sự tu hành của mình nó ở ngay trước mắt mình trong mỗi cuộc sống của mình. Nhiều khi mình suy nghĩ lệch lạc rồi mình dạy cái đứa nhỏ con mình mà mình không có hay. Như Pháp Hòa thường hay ví dụ, cái gì mình không thích cái mình bắt đầu tập cho nó nói dối. Ví dụ mình dẫn nó đi đâu về ăn lát, còn nhớ nói với ba nha, mẹ với ba với con không có đi chỗ đó. Đó là mình trong cái vô tình, trong cái nhẹ nhàng vậy thôi. Cho nên giáo thọ tức là mình dạy dỗ, mà mình dạy cho con, dạy cho người xung quanh, giáo thọ thiện tri thức. Rồi vợ chồng mình sống với nhau, mình nương với nhau, mình tu gọi là đồng hành thiện tri thức. Và đồng thời những gì mà hàng ngày chúng ta đang làm cho con mình, ví dụ như mình là nấu ăn cho con, mình nấu bằng cái tâm niệm hạnh phúc. Và thậm chí mình trợ duyên cho con bằng nhiều hình thức tu, cái đó gọi là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Cho nên mình tu mình có, mình được làm một việc thiện tri thức cho người khác, và đồng thời người khác cũng thiện tri thức cho mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như tất cả đại chúng ở khắp nơi trên thế giới, mà một Phật tử nào đó họ có được những băng giảng của quý thầy, họ thấy hay, họ để lên cái YouTube đó cho mình coi. Và đối với quý bác lớn tuổi nè, có phải tất cả những Phật tử mà người ta bỏ những băng giảng của quý thầy lên đó, quý vị đó có phải là thiện tri thức của quý bác không? Phải rồi. Những vị đó là gì? Ngoại hộ thiện tri thức. Người ta hộ cho mình hình thức nào đó để mình tiếp thu được Phật. Bây giờ mình muốn tụng kinh mà không ai in kinh cho mình tụng hết thì làm sao? Tạo thành để người mình muốn tụng kinh có người in quyển kinh cho mình, người đó là ngoại hộ thiện tri thức. Cho nên mình tu mình rất cần cái duyên, một cái duyên đặc biệt đó là thiện tri thức. Không có thiện tri thức thì mình tu cũng ok, cũng được, nhưng mà làm sao nó lui sụp hoặc là nó không có được miên mật. Thí dụ bây giờ hai ngày nay đại chúng tập hợp về đây, mà nếu mà sống chung với chúng suốt hai ngày thời khóa vậy là quý vị đi theo đại chúng, mặc dù thỉnh thoảng mở quyển kinh ra tụng, có người nhắm mắt ngủ một chút, mệt quá tôi chưa bao giờ ngồi tụng kinh mà liên tụ tì như vậy. Thậm chí ngay cả giờ phút này, rồi sáng giờ bắt thức sớm là tụng kinh nè, rồi giờ bắt ngồi đây nghe nữa, bắt đầu nhắm mắt thiền định. Nhưng mà không sao, mình ngồi đó là mình cho nó nhập định chút cũng được, rồi mình nghe khúc có khúc không, cái đó kêu là nhạc rap đó. Và đồng thời thỉnh thoảng mình có nghe nhạc Đức, nghe nhạc Đức rồi cuối cùng mình nhạc rap. Nhưng mà nhờ như vậy á, nó cũng là một cách trợ duyên để nó không có chiều theo cái bình thường mình sống với đại chúng, thì nhờ cái lực của đại chúng. Cho nên tăng á, nghĩa là hòa hợp thanh tịnh, mà mình sống chung với chúng á, là có cái lực nó đẩy mình. Cho nên vì vậy mà gặp nhau mình kêu đạo hữu đó. Đạo là con đường, hữu là một người bạn. Đạo hữu nghĩa là người bạn chung một con đường, hễ thấy người kia lệch lạc cái mình kéo lại. Thỉnh thoảng mà ngó xuống mà thấy một vị ngồi kế bên bắt đầu gật gật, cái người kia đưa cái tay nhẹ nhẹ dỗ dỗ, cái người kia tỉnh được vài phút, rồi lát cái nhắm mắt nhập định tiếp, cái người kia dỗ dỗ, ngoại hộ thiện tri thức. Còn không thì gọi là khiều bóc thiện tri thức. Nhưng mà khiều bóc để mà tỉnh mà tu, chứ không phải là nói bóc nó nói gì. Nhưng mà thưa nhờ vậy đó, cho nên rồi tụng kinh hay là tất cả những gì, quan trọng là chúng ta có được cái con mắt pháp để chúng ta nhận ra cả, ngay cả cái khó khăn của mình trong cuộc sống đều là thiện tri thức của mình cả. Nhưng mà thiện tri thức bằng một con người hay là thiện tri thức bằng một cái công việc, sự việc nó đến với mình, nhờ cái sự việc nó đến mà mình tỉnh ra nhiều điều, nhờ sự việc nó đến mà chúng ta hiểu ra nhiều. Cho nên tất cả nó tùy vào cái nhìn của mình. Rồi cái nhìn đó là gì? Đó là chánh kiến. Chánh kiến tức là có cái thấy đúng đắn về tất cả các pháp. Mà khi thấy đúng đắn rồi thì không có cái pháp nào là pháp dở hết. Vì vậy cho nên trong Phật có câu gì? Tất cả các pháp đều là gì? Đều là Phật pháp. Mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế
trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Tại vì thí dụ bây giờ người ta chửi mình, nhưng mà nếu cái tâm bình thường mình nghe thì mình nghe là người ta chửi. Nhưng mà nếu mà lấy cái tâm Phật Pháp mà nghe, ồ người này đang giúp cho mình thành tựu hạnh nhẫn nhục, vậy thì cái đó không phải Phật Pháp, mà rốt cuộc vô mình thành ra Phật Pháp. Vì vậy mà có một vị tổ mới nói đó, người tà, xin lỗi, người chánh nói pháp tà, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Người chánh mà nói pháp tà, tà pháp cũng thành chánh pháp. Thì cũng giống mình, nếu mình mà có con mắt tập tu đó, không? Thì tất cả cái gì lọt vô tai mình đó, thành ra gì? Thành ra chánh pháp đó. Vì mặc dù đó là tà, dù ta chửi mình, ta nói móc mình, biết hết, hiểu hết, nhưng mà vô tai mình, ồ, cái này giúp cho mình tu. Nhưng mà hễ mà người tà mà nói chánh pháp á, tà pháp, chánh pháp cũng thành tà. Vì cái người này họ họ luôn luôn phóng qua ví dụ thôi. Bây giờ mình tâm sự với một người bạn, mình nói chờ bữa nay người bạn tôi rủ tôi làm từ thiện. Nếu mà cái người mình ta nghe, ô vậy hả, rồi chị có phụ không, nếu có chị cho tôi phụ, còn nếu thiệt không đó, ở đó mà tin mấy người đó đi nghe, gặp tôi là tôi không cho đâu ạ. Đây là cái người mà luôn luôn khởi cái tâm nghi ngờ đủ kiểu hết, cái nghe điều thiện cho bác ra. À, cái người mà người ta luôn luôn tâm thiện, ta nghe chỉ còn chỗ không cho tôi hùng 5 đồng 10 đồng, hay là thậm chí không giúp nhưng mà khuyên. À, ví dụ giờ thấy con mình bắt đầu đi chùa, sao lúc này thất tình sao đi chùa? Vậy mình trong đầu mình nghĩ ai vô chùa là thất tình hết. Cho nên hồi nhỏ mà đi hết tu cũng vậy, 15 tuổi mà đi vô chùa tu, 12, 13 tuổi là bắt đầu mình ở chùa rồi, mình đi học, cái mấy đứa Việt Nam nó cứ chạy theo hỏi chú tiểu sao chú đi tu vậy, mà mình có biết gì đâu, nói thôi kệ, nói đại luôn, thất tình cái nó đánh luôn. Rồi mấy anh chàng mà Tây Phương á, anh gặp mình mặc bộ đồ tu á, anh tưởng mình là công phu master. Anh hỏi Pháp Hòa chứ du biết công phu không, chùa tôi công phu ngày 2 lần. Nó nghe chữ công phu, nó nói mấy đứa kia đụng đụng căn này, nó biết giỏ. Nhưng mà đâu biết mình công phu lăng nghiêm với cái bông sân thiết thực. Thì người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Nếu cái tâm mình có chánh kiến, có chánh tuệ, có con mắt trạch pháp, cái gì nó lọt vô tai mình cũng đều biến nó thành ra pháp tu được hết. Nhưng mà cái người tà mà nói pháp chánh, chánh pháp cũng bị họ bóp méo thành tà pháp. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là mình học Phật nghe pháp, mình phải nghe pháp. Nghe pháp để làm gì? Để sáng tỏ những điều mình chưa biết, và thậm chí có những điều mình biết mà biết mê lầm, biết không đúng, nhờ nghe pháp mà nó tỏ rõ được. Thứ hai là nhiều khi mình có cái nghi ngờ, nhờ nghe mà cái nghi ngờ nó được giải. Mà Đức Phật dạy nghe không phải thể nghe liền được, nghe xong rồi phải suy nghĩ cái điều người ta nói, phải tư duy điều đó, rồi suy nghĩ rồi thì thực hiện điều đó thì mới thành tựu được trí tuệ. Còn không thì cái trí tuệ đó nó có phần nữa. Có nhiều vị Phật nói mình nghe pháp cũng giống như là trí tuệ bóp vế. Phật gọi là trí tuệ bóp vế. Tại sao là trí tuệ bóp vế? Lấy nắm kẹo để trên cái bắp đùi mình đang ngồi nè, xong mình đứng dậy thì kẹo nó là sao? Nó rớt. Phật nói nhiều khi có nhiều người nghe cũng y chang như nhận Phật Pháp cũng giống như là kẹo để trên đùi, đứng dậy cái nó rớt. Có nhiều khi nghe cười vui, thầy giảng hay quá, rồi hỏi hiểu gì không? Dạ không. Hỏi có nhớ gì không? Không nhớ. Nhưng mà nghe hay, biết hay thì thôi mà không biết hay cái gì. Cho nên nhiều khi mình Phật, trong Phật Pháp đặc biệt là nghe mà khoan tin, nghe là phải suy nghĩ, suy nghĩ điều đó rồi mình mới thực hiện. Cho nên đó, nghe Pháp để làm gì? Nghe Pháp để chúng ta minh định cái nào của Phật, cái nào phải của Phật. Hồi sáng có một Phật tử mới hỏi, con nghe trong chùa hay tụng cái câu tồi tà phụ chánh, con bị gì thường thường ngoài đời mà nghe chữ tồi là thấy sợ rồi, mà sao ở đây chữ tồi là gì mà trong kinh đã nói câu đó đặt. Thì Pháp Hòa mới giải thích, chữ tồi là mình đẩy nó ra,
tồi tà nghĩa là cái gì nó lệch lạc mình phải đẩy nó ra, phủ chánh nghĩa là mình phải trợ lực cho cái chánh nó hiện. Cho nên cái tinh thần tồi tà phủ chánh là tinh thần của Phật tử. Mình phải có một cái tinh thần đẩy cái gì nó lệch lạc. Chữ tà nghĩa là lệch lạc, chữ chánh nghĩa là ngay ngắn, đúng đắn. Cái nào nó không đúng phải cho nó ra chứ không thể để. Ngay cả trong tâm thức của mình, nhiều khi một nghe pháp xong rồi thỉnh thoảng quý vị phải làm cái tinh thần tồi tà phụ chánh, đẩy những cái tư tưởng đó ra khỏi cái tâm thức của mình. Nam mô tồi tà phụ chánh. Mình làm được như vậy mới hộ pháp chư tôn Bồ Tát đó. Quý vị hay niệm câu đó, Pháp Hòa ví dụ một cái chuyện mà Pháp Hòa nói hoài đó, là cái chuyện chụp hình ba người. Cứ rất sợ chụp hình ba người. Hỏi tại sao vậy? Sợ xui. Hỏi sao xui? Không nói được. Mà bây giờ mình nhìn lên chánh điện coi, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng ba. Mà ta đứng hoài có sao đâu. Phật Thích Ca, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát cũng ba. Chùa thờ Phật Thích Ca, bên Quan Âm, bên Địa Tạng cũng ba. Có sao đâu. Các ngài cũng ngồi im đó mãi mãi. Mình lại tới hồi mình chết, ngài cũng ngồi đó. Cho nên không có sợ ba. Rồi thậm chí người khác sợ ba, nhảy vô cho thành bốn cũng không được luôn. Tại sao vậy? Sanh lão bệnh tử. Nhưng mà tại sao mình nghĩ sanh lão bệnh tử mà không nghĩ cách khác là từ bi hỷ xả? Mình không nghĩ là giàu sang phú quý. Tại sao có nhiều chữ khác mình không nghĩ, lại nghĩ chi cái chuyện là sanh lão bệnh tử? Trời ơi, đun cái mâm khay quả lễ đám cưới đó mà lựa sanh lão bệnh tử. Vậy lấy con sanh à? Một người sanh thôi còn lão bệnh tử bỏ. Con nó mời bạn nó về phụ bưng mấy khay quả, sắp cả hàng dễ má nó vô lựa sanh, thằng này được, ba thằng này cho ra. Không lẽ là tính cách đó sao? Cho nên quý vị thấy không, cái đó là một thứ lệch lạc. Đẩy nó ra khỏi cái tâm mình, đừng để nó. Tại sao Pháp Hòa cứ nói là tại vì mỗi lần đi đâu Pháp Hòa đứng chụp hình, Pháp Hòa đứng giữa. Rồi cái hai vị chạy qua hai bên, không được, đừng chụp đi, em đứng em hứng cho. Trời đất ơi, cả ngàn người mà cứ đứng không được, không được, ngoài Pháp Hòa nói tùy hứng cho. Vậy hả thầy? Vậy thầy chụp. Nghe người khác chịu là mình phái liền. Cho nên mình phải có con mắt trạch pháp. Mà người mà có chánh kiến được như vậy thì mình mới tồi tà phủ chánh. Đừng có nói tồi tà phủ chánh cho Phật Pháp. Ngay bản thân mình tu xong rồi, mình tu có an lạc mà không có tồi tà phủ chánh, tu hồi khổ lắm. Tại vì mình cứ bị những cái tà kiến đó, nó sai sử mình, nó làm lệch lạc. Quý vị cứ tụng kinh Pháp Hoa đi, không bao giờ có chuyện gì đâu. Đừng có nghe người ta nói tụng Pháp Hoa nóng tánh, gia đình xào xáo rồi không tụng. Đó là mấy cái ý niệm lệch lạc. Làm gì có cái chuyện mà tụng kinh mà gia đình mình xào xáo. Vậy thì cái đó đâu phải kinh Phật. Cái đó kinh của tà giáo chứ không phải của Phật giáo. Mà một người Phật tử mà tụng kinh mà có những cái tư tưởng như vậy thì làm sao có thể an trụ trong chánh pháp được. Mà hễ cái nó là luôn luôn cái tập nghiệp, cái gì nó hút theo cái đó. Thể người thích dị đoan mê tín là thành ra nó hút, nghiệp lực nó hút với nhau. Ta thấy chỗ nào lắc lắc kéo kéo là chạy tới. Tại vì cái người mà người ta không có cái tâm đó thì không chấp nhận được. Thì cho nên là phải nghe pháp. Nghe pháp để nó minh được cái điều mình đang tu học. Và đồng thời những chúng ta nghe pháp rồi thì chúng ta thấy ô, tất cả mọi thứ xung quanh mình cái nào cũng đều là pháp tu của mình hết, chứ có cái gì đâu mà mình phải lo. Cái điều mà nó không đúng nhưng nó vô tai mình rồi thì mình cũng sẽ biết uyển chuyển để làm cho nó đúng. Cái người mà biết nấu ăn rồi không cần là gì hết, chỉ cần bước vô bếp thấy cái đống rau đó là có thể nghĩ ra món ăn gì, người ta biết cách thôi. Cái người biết đánh võ không khi nào đi đâu cũng phải cầm cây kiếm, thậm chí hữu sự lấy một cái nhánh cây khô cũng biến thành ra vũ khí. Thì mình là Phật tử cũng vậy, đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm và lúc nào mình cũng có con mắt chánh pháp để mình nhìn tất cả mọi sự vật xung quanh. Thì từ đó cái tâm thật sự ra mình làm vậy đâu có ai lợi, chính bản thân mình trước. Tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, nó an ổn, nó không có bị những cái bức xúc bực bội nó làm khổ mình.
cái quan trọng là chính cái tâm thức của mình mỗi ngày mình tiếp xúc với mọi người. Còn ai thế nào, làm sao mình đủ để mình, cái lực để mình xác định người đó là ai, phải không? Bây giờ mình xác định mình còn cái tâm gọi là tiêu cực nhiều không? Mình còn nhiều quá thì tu thì cũng có nhưng mà không an ổn, bởi vì con mắt của mình nhìn chỗ nào cũng trật, chỗ nào cũng sai. Ví dụ như mình nói cúng Phật phải cúng ba chén, ví dụ vậy. Hay là mình nói cúng Phật phải để muỗng, để đĩa, tất cả những cái đó. Rồi mỗi ngày mình cứ bị những cái cỏ nó làm cho cái tâm mình phiền, mà mình quên mất là mình là một mảnh đất màu mỡ, đất tâm của mình màu mỡ, đừng để những cái cỏ hoang đó nó mọc rồi nó làm tùm ở trong cái mảnh đất tâm của mình, nó uổng đi. Cho nên mỗi ngày mình phải học nhổ cỏ. Nhổ cỏ là gì? Tức là cái gì nó nhẹ nhẹ, nó nhỏ nhỏ, nó mới rớt vô tâm mình, đem nó ra đừng để. Bởi vì nó mọc một cái rồi là nó phóng, nó nhảy dữ lắm, không có thể nào mình mất thời gian lắm mình mới có thể tiêu hao được nó. Nhà mà muốn sạch sẽ đó, hãy cái gì vừa rớt lên máng nó lên liền. Chén ăn xong rửa thì lúc nào xin nó cũng sạch. Phòng ốc của mình hãy cái gì nó mới vừa xong úp cất lên liền là ít khi nào nhà mình bê bối. Nhưng mà sở dĩ cái nhà mình nó bừa là tại vì mình cứ ý ý, không sao, có một cái mà để yên đó, hai cái mà để yên đó, tới hồi nguyên xin cái thấy ngán quá làm không nổi. Thì thường thường là quý vị để ý, cái nhà mình nó dơ là tại vì mình ỷ y, một cái hai cái đâu có sao, tư vấn. Nhưng mà nếu cái gì nó vừa lọt ra ngoài cái phạm vi của nó, cất nó lên liền là nó yên. Cho nên hồi đó có hoài dạy mấy chú nhỏ ở nhà cũng vậy, tại làm sao mà một chút xíu không làm liền, đợi cho nó vừa ra đó rồi thấy ngán ngẩm không làm. Mà khi mà mình, khi mà người lớn mà đi ngang mà thấy không chịu nổi là phải la, tại là cái đó nó ảnh hưởng người khác. Thì Pháp Hòa hay nói, nhiều lúc Pháp Hòa hiện tướng Atula. Pháp Hòa nói từ hồi mà có đệ tử rồi cái là bắt đầu mình thành Atula, bắt đầu mắt phải trợn lên. Chứ còn mình chưa có thì mình làm Bồ Tát, ăn cơm cũng phải la, rồi làm việc gì cũng phải nhắc. Nhưng mà cuộc sống là nó phải có những cái mà mình phải nhắc nhở. Nhưng mà từ đó chúng ta tìm ra được Phật Pháp ngay trong cuộc sống. Cho nên đối với Pháp Hòa, cuộc sống hàng ngày những cái gì nó xảy ra, Pháp Hòa đều tập nhìn đó và làm sao mình rút được một cái bài học từ chỗ đó. Nhiều lắm. Ngay cả ví dụ như đang lái xe, đường nó đi thẳng bằng vậy, nhưng mà cái tay của mình không thể rời cái tay lái được, lúc nào cũng đặt cái tay mình lên đó. Cũng như thế, trong cuộc sống của mình có nhiều khi nó thuận nhưng cũng không thể lơ là. Vì mình lơ là một cái là cái tay lái mình nó lệch được. Thì Pháp Hòa nói với mấy chú, thường thường đi xe và chở mấy chú đi học, Pháp Hòa hay nói mấy chuyện vậy đó. Nè con thấy không, đường bằng phẳng vậy đó, nhưng mà mình không thể thả tay mình ra được. Cuộc sống của mình cũng vậy, thấy nó bằng phẳng nó vui nhưng mà đừng có ý nó lệch một cái là nó ra được. Mình tu cũng vậy nha, nhiều khi mà cuộc sống của mình thuận thuận nhiều quá cái bắt đầu mình lơ là, mà chính cái lơ là đó mình dễ bị vấp ngã. Rồi rồi Pháp Hòa mới nói, con thấy không, có những cái đường mình đi nhưng mà thật sự nó là một con đường cong, nhưng mà tại vì mình không có phóng xa, mình nhìn nhìn là cuộc sống cũng vậy, nó có những cái đường cong. Nhưng mà nếu mà mình lấy cái tâm và cái từ bi và trí tuệ của mình đi theo nó đó, mình không thấy nó quá cong. Mặc dù mình đang cong đó, nhưng mình thấy ủa, đi tới đây nó cũng trở về với mình, đi tới đây trở về mình. Tất cả các pháp đều là Phật Pháp, nó cong queo à. Cầm một cây nhang lên, nếu cây nhang đó cong, đừng có bẻ cái cục nó gãy, lấy cái bàn tay của mình bẻ theo, lấy cái thân cây nhang nằm trong bàn tay mình bẻ theo nó, thì cái cây nhang đó nó thẳng mà nó không gãy. Mình chỉnh ai cũng vậy. Quý vị thấy mấy người mình ta làm cái nghề bẻ xương, chỉnh xương không? Ta đâu có cầm ta làm đó, ta nắm từ 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 chỉnh cái xương đó. Rồi Phật Pháp cũng vậy, không phải cái điều đó nó sai rồi bẻ cái rụt cho nó gãy. Và chúng ta phải lấy cái lòng từ của mình uốn nắn nó từ từ. Quý vị thấy người ta chăn vịt đó, bày vịt nó đi cầm cây, thể mà nó lệch cái lùa 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 lát nó luôn. Thật ra nhẹ thôi,
chăn trâu, chăn bò, chăn vịt, chăn gà, chăn dê gì đó, ta cầm cái cây nhẹ nhẹ, dỗ dỗ. Cho nên Phật mới nói, người tu phải có cây roi. Mà cây roi đó để làm gì? Cây roi đó Phật gọi là roi gì? Roi tinh tấn. Người tu phải có cây roi tinh tấn. Trời ơi, mình có nhiều con ma giải đãi lắm. Con ma giải đãi mà bữa nào mà mình mệt, cái là bắt đầu nó nói với mình, nó nói tỉ tê, nó nói hay lắm. Mệt thì ngủ đi, chứ Phật đâu có biểu ngồi tụng chi cho cực gì. Đó. Đó, nói ăn chay tháng nào cũng có, mà bạn đám cưới một tháng có một lần, mà má ăn buồn có sao đâu. Tôi nói có cách nó đó. Rồi mình nghe. Cho nên chữ giải đãi là gì? Giải là cái thân mình mệt, đãi là cái tâm mình đã chịu. Hai chữ giải đãi như vậy đó, thân mà mệt, tâm mà chịu kêu giải đãi. Còn tinh tấn là gì? Mình tin tưởng sự việc mình cần làm, cho nên mình làm không mỏi mệt, gọi là tinh tấn. Ví dụ như là mình biết á, mình ngồi thiền tịnh cái tâm. Thờ ngồi thiền không phải thành Phật. Đừng nghĩ ngồi thiền đã thành Phật. Mình ngồi thiền để mình thành một con người chính mình là đã khó rồi. Một con người tĩnh lặng sống luôn luôn biết quan tâm người khác, biết nhìn mọi vật, mọi việc xung quanh là đã quý rồi. Làm Phật chi cho nó xa. Mà ngồi thiền là một cái công thức để tĩnh cái tâm thôi. Cho nên mỗi người phải có tập mỗi ngày 15 phút ngồi. Ngồi làm sao cho cái tâm mình nó yên, mà khi tâm nó yên nó giống như ly nước mà nó lắng vậy. Rồi ly nước nó lắng là thấy trong tâm mà nó lắng, mà thấy mọi sự mọi việc rõ ràng. Chừng mà quý vị để ý, mà khi mà quý vị thấy mỗi sự việc nhỏ nhẹ vậy mà mình ứng dụng trong cuộc sống, mình vui cực kỳ, vui cực kỳ. Pháp Hòa nói đó là kinh nghiệm tu của mình thôi, chứ không có, Pháp Hòa không phải là nói để mà gọi là sách vở, nhưng mà tự bản thân Pháp Hòa. Nhiều khi mình sống, Pháp Hòa ví dụ như giờ mình đi ra mình mua cái đó 3 món, mà cái cô tính tiền cổ quên, cổ tính sao có 2 món, cổ bỏ một giỏ cái mình thấy đó, nhưng mà cái niệm ban đầu là thôi kệ nó cho nó luôn đi, chả thêm nữa mất công. Nhưng mà nếu mà mình đủ cái, mình nhắc cái cô tính tiền đó, mình nhắc cái cô tính tiền đó để cổ tính, mà tự nhiên mình đi ra cái mình cũng vui, mình thắng được cái tâm tham mình dù chỉ một chút. Nhưng mà nếu mà mình đã lỡ không thấy, mình đi ra rồi xong mình trở lại, mình muốn chứng minh mình là người tốt, cô này tính tiền ẩu, coi chừng cái từ bi đó hại cổ mất việc. Vì cổ biết, mình trở lại thì chủ thấy, sếp của cổ thấy là cô này làm việc thất trách, thiếu trách nhiệm. Cho nên nhiều khi á, từ bi, nhưng mà chánh niệm nó cũng nói cho mình cần thiết không. Nếu mà trở lại để chứng tỏ mình là một người ngay, nhưng mà cô này mất việc nè, nếu mà mình thấy ngay lúc đó chỉnh liền để cho cổ đừng mất việc, cổ tính tiền đúng mà mình có không khởi cái tâm tham. Nhưng mà nếu lỡ mình không thấy mà về tới nhà rồi thì thôi, cái đó là lỡ mình không thấy và cổ cũng sơ ý, chứ cả hai đều không cố tình. Nhưng nếu trở lại mà để cố tình chứng minh là mình người ngay thì coi chừng cổ mất việc. Thì trong cuộc sống là cái chánh niệm nó cho mình là như vậy. Có nhiều khi mình nói một cái điều thật với bạn của mình về một người kia, vì hai bên đang nói xấu nhau cho mình nghe. Mình tới chị A, tôi thân với chị quá, tôi không nói được. Tại vì tôi cũng tu mà, tôi giữ giới nói dối. Cho nên là bà A bà nói gì cho chị nghe tôi nói hết. Nói xong A, B đánh lộn. Thì đâu phải mình nói vậy là nói đúng. Nói dối. Nhưng mà nói dối để làm gì? Bà A bà hỏi bà B có nói gì tôi không? Dù có nói, dạ không có. Mình nói không. Nhưng mà cái không đó mình chánh niệm dữ lắm. Mình biết tại sao không. Không là vì đây là cái lời nói không có tốt, nói với nhau rồi nó xích mích. Cho nên trong Phật Pháp nó hay ở cái chỗ đó. Không phải cái khung như vậy mà chúng ta phải làm vậy, mà chúng ta hiểu được. Cái đó gọi là gì? Cái gọi là biết Pháp. Hồi nãy Pháp Hòa giới thiệu ha, thiện tri thức, nghe Pháp, bây giờ nó tới biết Pháp. Biết tại sao? Vì mình biết tất cả cái Pháp, chữ Pháp đây là gì? Là Phật Pháp, mà cũng là tất cả mọi sự việc nó đang xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày của mình.
cái bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình cần giải quyết một cái khó khăn với ai đó, mình phải biết cái vấn đề đó, và chánh niệm nó sẽ giúp cho mình thấy rằng việc này với người này và người này là người như thế nào, và chúng ta phải chuẩn bị cái gì để mình có thể nói chuyện với người này. Ngay cả quý vị ứng dụng mọi việc trong cuộc sống tu hành của mình đi. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ đại chúng đi thọ Bồ Tát giới, đắp y nâu. Nhưng mà đại chúng biết là cái y nâu đó nó không có trong Phật giáo Việt Nam. Cái y nâu đó là của Phật giáo người Hoa. Tất cả cư sĩ và thọ năm giới là đều có đắp y nâu hết. Phật giáo Việt Nam mình là chỉ thuần túy có cái áo tràng lam thôi, dù cho mình thọ Bồ Tát tại gia giới. Nhưng mà sau này chư Tôn Đức hải ngoại cho các vị Bồ Tát tại gia cư sĩ đắp cái y nâu đó như một sự khuyến khích. Cho nên mình thọ pháp, tức là mình thọ cái y đó, nhưng mà mình biết cái pháp. Biết cái pháp nghĩa là đây là một cái pháp phương tiện, như một sự khuyến khích cho tất cả cư sĩ tại gia thọ Bồ Tát giới, để chúng ta tự nhắc nhở mình tiếp nhận cái y này nó còn nặng nề hơn nữa. Nghĩa là chúng ta phải tiếp nhận sự nhẫn nhục, nhu hòa, sống đúng với tinh thần của tấm y màu nâu. Nếu mình nhận pháp như vậy, mình biết pháp như vậy, mình dụng pháp như vậy, có phải là một lỡ bạn mình không biết mình nói. Nhưng mà nếu mình nhận pháp đó trật, mình nghĩ rằng cái y này là y cao rồi đó, cho nên mình vô trong đạo tràng là bắt đầu ai mà đứng ngay chỗ mình đẩy vô chỗ này của tôi, tại tôi Bồ Tát này. Thấy tôi đắp y nâu không? Rồi nó trật rồi. Mình tu á, Phật dạy trong kinh á, ở trong kinh Tăng Nhất Ca Hàm Phật có nói á, để trở thành một cái người dễ thương và người giỏi đó, Đức Phật dạy bốn thứ: gần gũi thiện tri thức và làm thiện tri thức cho người khác, đồng thời phải nghe pháp, biết pháp. Và cái chữ pháp ở đây mà muốn nói hai phần: một là mình phải biết cái pháp mà chúng ta đang ứng. Ví dụ như tại sao phải dùng chuông mỏ trong thời kinh, là vì mình á, là cái đại chúng tụng kinh âm điệu nó không đồng, cho nên chư tổ mới chế ra hai cái dụng cụ này để cho tất cả chúng ta tụng kinh nó chung một cái nhịp. Bây giờ mình tụng có một mình à, có ai so le với mình đâu mà cần chuông mỏ. Bây giờ về nhà khuya rồi, con nó ngủ, nó đi làm, không có tiếng mỏ cũng không sao. Vì cái mỏ là để tụng chung với đại chúng cho người ta tụng đều. Bây giờ mình về nhà một mình sử dụng chuông mỏ được không? Được. Nhưng mà thí dụ lỡ mà đỡ một cái hoàn cảnh mà không thể sử dụng chuông mỏ được không? Được. Dụng pháp mà phải biết pháp. Biết cái đó lúc nào sử dụng, lúc nào không cần sử dụng, mà thậm chí bỏ nó có được không? Không hề có sao. Phải biết như vậy thì mình tu mình thoải mái, an lạc, mà mình làm người xung quanh cũng thấy được cái tu của mình. Còn không thì nó nói trời ơi, thôi tôi ngán lắm. Cho nên quý vị biết là quý vị nhận cái Bồ Tát tại gia giới không phải là quý vị nhận cái giới để ngồi trên, mà mình nhận cái giới đó để thực hiện ba điều: làm các việc lành, lánh các điều ác, rộng độ chúng sanh. Bây giờ chúng sanh đã lỡ ngồi cái chỗ của mình rồi, hoan hỷ vô cùng, kiếm chỗ khác ngồi. Thậm chí các hòa thượng còn dạy, người ta đứng người ta nghe pháp mà ta đứng ở chỗ nắng, mà mình đang ngồi chỗ mát, nhường á. Bởi vì mình không sao, vì mình biết đường mình đi rồi. Người ta lâu lâu ta mới được nghe pháp, cho người ta cái chỗ ngồi tốt, ta nghe cho nó thấm nhập ở Bồ Tát đó. Chứ còn mình hiểu lầm, nhận cái pháp đó xong rồi là bắt đầu hễ đi đâu cũng phải quánh cái y nâu lên. Hễ ai mà thấy mình đi tới là lùi ra nhường chỗ cho mình, cho là mình đứng mình hoan hỷ vô cùng. Thậm chí mà ăn quá đường ngồi cũng chỉ họ năm nào, tôi Bồ Tát 95 rồi, chị Bồ Tát 98 ngồi với chị. Mà mình đâu có nghe Quan Âm Thế Chí hỏi mấy cái vụ đó. Quan Âm cũng chẳng hỏi Thế Chí Bồ Tát là ông Bồ Tát năm nào.
Mình không hiểu pháp mà không ứng dụng pháp, tu càng nhiều càng lâu rồi cái pháp làm khổ mình. Cho nên tất cả pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vô minh ở cái chỗ là không biết pháp. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng. Giải thoát là gì? Giải thoát là ăn gì cũng ngon, ngồi đâu cũng được, miễn là mình ở trong đạo tràng. Pháp Hòa ví dụ như giống như ngay trong giờ phút này, ở bên cánh gà bên này có những Phật tử, ta đang đứng ta nghe chứ ta có được ngồi như mình đâu. Nhưng mà ta vẫn hạnh phúc, vẫn giải thoát như thường. Nhưng mà nếu ví dụ mình ngồi đây, trời ơi, ông nói cái gì mà tôi bực bội ghê, tại dính tôi ở trọng hết trơn. Trong cảnh giải thoát mà xâm ra. Thưa là đừng có giận em. Vì cái đó là cái gì? Bác sĩ mà nói được cái bệnh của mình mừng, tại vì ta khám cho mình biết được cái bệnh của mình. Ở đây thì Pháp Hòa dựa theo một lời kinh để cho đại chúng rõ cái gì gọi là trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh. Chữ bồ đề nghĩa là giác ngộ. Người mà giác ngộ rồi á, là người ta làm gì ta cũng thoải mái bình thường. Chứ một người đệ tử tới hỏi ngài Đạt Ma, thưa thầy, tâm con bất an, xin thầy hãy an tâm giùm con. Tổ Đạt Ma nói, đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì cái ông này, ông phải muốn đi tìm cái tâm bất an thì ông phải đi ngồi xuống kiếm. Ông ngồi xuống kiếm thì hãy ngồi xuống kiếm thì tâm nó làm sao? Nó lắng xuống rồi thì bất an còn không? Không. Ông mở mắt nói, dạ thưa thầy, con tìm tâm bất an không ra. Tổ Đạt Ma nói, vậy tôi an tâm cho ông rồi. Thật sự ra cái bất an là do mình móng động cái tâm thôi, chứ còn tâm mình vốn an. Bây giờ muốn tìm cái bất an thì tìm, và muốn tìm thì phải lắng xuống đây mà tìm. Tìm mà lắng rồi thì kiếm không ra. Ngày Nhất Hưu á, ngày đi ngang một cái chỗ đó, thấy mấy người cư sĩ Phật tử chùa ở trên cái đồi núi và đem kinh ra phơi. Rồi cư sĩ Phật tử chạy đứng ở dưới cái đồi núi này để chờ gió đi ngang qua cuốn kinh cái tấp vô người họ. Cái họ nói vậy là có phước, vậy là thông minh đó, nhờ kinh bay vô đầu mình, trí tuệ như hải. Và ngày Nhất Hưu ngày đi ngang, ngày hỏi mấy ông làm gì vậy? Nói dạ con đang hứng gió phơi kinh. Và ngày nghe xong ngày không nói gì hết, ngày tuột quần tuột áo rồi hết, ngày đứng chơ chơ ngay cái rửa nắng vậy. Hòa thượng làm gì kỳ với hòa thượng? Ông nói tôi đang phơi kinh. Trời ơi, cái thân trần truồng này kinh đâu đâu. Quý vị không hiểu cuốn kinh rồi. Cuốn kinh đâu phải trong tờ giấy. Có phải mình là một cuốn kinh không? Bây giờ Khoa hỏi, quý vị thuộc bài nguyện đem lòng thành kính không? Quý vị thuộc chí tâm lãnh lễ không? Quý vị thuộc chú đại bi không? Quý vị chuộng bát nhã tâm kinh không? Vậy mỗi người mình làm cuốn kinh thuộc nhật tụng rồi chứ gì nữa. Nhật tụng là gì? Nhật là mỗi ngày, tụng là tụng niệm. Kinh nhật tụng nghĩa là kinh tụng niệm mỗi ngày. Vậy thì mỗi người chúng ta ai cũng có một quyển kinh nhật tụng hết. Nhưng mà mình tụng trọng, mình lải nhải với con hoài, với nó nói sao, má ơi con nhiều má tụng hoài con nghe không mệt. Mấy ông tiểu nhà Pháp Hòa nói, thầy tụng tụi con hoài. Nhiều khi mà nói bữa nay mới tụng đại bi thôi chứ hồi hướng. Vậy thì thưa đại chúng là nếu chúng ta thuộc kinh, ví dụ vậy đi, thuộc kinh thì mình là một cuốn kinh rồi chứ gì nữa. Nhưng mà cái cuốn kinh mà ngày Nhất Hưu muốn nói là chúng ta phải là một cái cuốn kinh mang giáo pháp rất là sống động. Rất là sống động mà không phải là những cuốn kinh in bằng giấy, bằng chữ. Cho nên nội cái câu trong cái lời nguyện đó, trong tất cả các pháp đều là Phật pháp, thì quý vị thấy rõ ràng là các ngài muốn nói với chúng ta cái gì. Những gì mà chúng ta đang tiếp xúc mỗi ngày đây, đừng có nghĩ nó là xấu. Cứ đem cái con mắt Phật pháp ra nhìn, thậm chí những người làm khổ mình, vì họ là những người tác thành cho mình một cái nhân tố. Nhiều khi á, mình sống mà mình cuộc sống mình nó thẳng bằng hoài, đôi khi nó cũng không, mình hay bị lơ là. Cho nên đó, thí dụ ha, có vào ví dụ vậy thôi. Bữa nào quý vị thấy trong người ớn ớn cái làm gì? Uống thuốc liền, mặc áo lạnh vô, không dám ăn bậy, không dám ra gió, sợ bệnh. Phải không? Cũng như vậy.
Hôm nào mình thấy cái tâm mình mà nó hơi hơi chưa có ổn, phải lập tức tìm cách để mà chỉnh nó liền, đừng để nó nặng nề. Cho cái người mà mình học pháp mà mình, cho nên Phật gọi là biết pháp là vậy đó. Quý vị đọc trong kinh mà gặp mấy cái chữ đó, mình hiểu cái chữ biết pháp là gì. Biết lời dạy này dạy cái gì, và biết những cái sự việc nó đang xảy ra như thế nào. Pháp này có hai ý. Một là Phật pháp, hai là mọi hiện tượng sự vật. Như Bát Nhã Tâm Kinh nói, thị chư pháp không tướng. Nhớ câu đó, thị chư pháp không tướng. Vậy thì chữ chư pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả mọi hiện tượng xung quanh mình không có cái gì nó tướng thật cả. Ngay cả nhà lầu xe hơi, chùa chiền, thầy tổ, kinh sách gì, tất cả các pháp không có cái nào nó tồn tại bất biến hết. Nó đều là một cái khối gì duyên kết hết. Đây, như cái liều chúng ta đang ở đây. Bây giờ đây chúng ta trang trí về cái giờ này kêu là giảng đường, ngày hôm qua tụng kinh kêu là chánh điện, rồi văn nghệ là tối ở đây kêu là sân khấu. Thấy chưa? Cũng cái chỗ này mà trong hai ngày mà nó ba cái tên. Ca sĩ đứng đây, mời quý vị trở về hội trường, mời ca sĩ lên sân khấu. Sáng nay sân khấu còn nguyên mà mời em lên kêu lên pháp tòa. Đó, quý vị thấy không? Tất cả các pháp, có cái pháp nào mà mình muốn đặt nó pháp gì cũng được, mà không có pháp nào là pháp nào ấy. Đây là sân khấu cho ca sĩ hát, cũng là pháp tòa cho tu sĩ diễn. Không? Rồi bây giờ cũng là cái chỗ để tụng kinh. Cho nên thí dụ một lát nữa dọn hết, rồi làm thành gối ngồi thiền kêu thiền đường. Rồi tới giờ đại chúng tập hợp ở đây ngồi niệm Phật suốt ngày gọi niệm Phật đường. Rồi giờ đại chúng ngồi tụng kinh gọi là gì? Niệm kinh đường. Rồi nghe pháp thoại, nghe giảng gọi là giảng đường. Bày ra để ăn cơm gọi trai đường. Cũng cái chỗ này mà hễ cái tướng nó đổi thì cái tên nó đổi. Ngày hôm qua còn nguyên tóc cái ê chị, tới hồi ta xuất gia xong chào cô. Thấy chưa? Vậy thì quý vị thấy phải hiểu được cái chữ pháp đó, là mọi hiện tượng có cái nào nó ở yên đâu. Mà chính nó không ở yên, cho nên mình thấy cái người kia dở, bữa nay họ đi chùa, cha tu ha, khi nào lên chảnh nhớ kêu tôi nghe. Mình bóc người ta một câu vậy. Nhưng mà mình đâu, mình quên lời Phật dạy: tạc nhật giả xóa tâm, kim triêu Bồ Tát diễn. Hôm qua lòng giả xóa, sáng nay mặt Bồ Tát. Giả xóa với Bồ Tát cách nhau một sợi tóc. Cái người hôm qua người ta xấu do ta chưa hiểu, hôm nay người ta biết tu thì ta chuyển, có gì mà không được. Mình cũng đã từng như vậy mà thậm chí mình ngược lại nữa. Hồi mình mới tu thiền dễ thương, tu lâu rồi, có quyền nhiều rồi, cái bắt đầu sao giờ không có chấp tay nữa, màng dày không, nó nguy không. Nhiều khi mình tu ngược mà nó hay nữa. Nên tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, ở trong chỗ giác ngộ mà vẫn trong cảnh giải thoát mà sanh ra được. Cho nên nếu mình hiểu được cái chỗ đó, mình hiểu được cái câu kinh này, thì mình tu mà mình tu an lạc, tu không có khổ, mà tu càng thanh thản, vì mình thấy cái gì cũng được. Quý vị thấy lát quý vị ra sân, quý vị nhìn các tượng La Hán có tượng nào giống nhau không? Tượng thì trừng mắt, tượng thì mỉm cười, tượng thì đưa tay, tượng thì vậy. Tại sao có các cái dáng Bồ Tát như A La Hán như vậy? A La Hán có ba nghĩa: ứng cúng, sát tặc, vô sanh. Chữ A La Hán có ba nghĩa: ứng cúng nghĩa là có khả năng nhận sự cúng dường của người khác, gọi là ứng cúng. Sát tặc là diệt những cái giặc phiền não. Vô sanh nghĩa là không còn trở lại cuộc đời khổ đau. Đó là nghĩa của chữ A-la-hán. Vậy thì chúng ta là những người chỉ cần một lúc nào phiền não khởi lên, lắng nó xuống, mình là La-hán phần nữa. Nghĩa là mình làm được một trong ba nghĩa của A-la-hán. Chính vì vậy mà chữ A-la-hán không có dịch, phải để im chữ A-la-hán. Vì A-la-hán đủ ba nghĩa: sát tặc, ứng cúng, vô sanh. Dịch một chữ nào thiếu nghĩa của chữ A-la-hán. Cho nên chữ A-la-hán để đó im như vậy. Mà bởi vì sao? Vì theo cái cách của Ngài Huyền Trang là
đa nghĩa bất phiên, nhiều nghĩa quá đừng dịch, để im đó. Giống như chữ Nam Mô, Nam Mô có 6 nghĩa, dịch một nghĩa thiếu, cho nên để yên chữ Nam Mô đó. Nhưng mà khi nghe chữ Nam Mô là tự nhiên mình chấp tài, vì chữ Nam Mô nó thiêng liêng và bây giờ nó phổ thông đến tất cả mọi người, ai cũng biết rồi, cho nên khỏi dịch. Chữ Phật có 3 nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, để yên đó. Tỳ kheo có 3 nghĩa, cho nên không dịch, để yên chữ Tỳ kheo, vì Tỳ kheo là phá ác bố ma, là khất sĩ. Bồ Tát có 2 nghĩa: giác hữu tình, hữu tình giác, để yên chữ Bồ Tát đó. Kinh để yên đó, vì kinh có 2 nghĩa là khế lý, khế cơ. Kinh cũng có 5 nghĩa là tuyền dũng, là nước suối chảy mạnh. Cho nên chữ Tam Bảo có 6 nghĩa. Hôm qua Pháp Hòa giải chữ Tam Bảo đó. Vậy cho nên thưa đại chúng, là khi chúng ta hiểu ứng cúng sát tạc, cho nên tất cả các A-la-hán hình thù có khác, vì tất cả chúng sanh chúng ta ngồi đây mặt mày hình thù, hình tướng cách sống khác hết. Cho nên thưa đại chúng, mình không phải chỉ có 500 A-la-hán. Sáng hôm nay ngồi đây 600 A-la-hán, 700 A-la-hán, mà mình thấy người nào cũng đang làm một công việc là sát tạc, diệt cái phiền não. Mà các vị phải diệt cái phiền não đó mới ngồi chung được vườn với nhau A-la-hán. Cho nên 18 cũng được, 500 cũng được, nhưng mà đều là biểu tượng, không có vị nào nhìn giống vậy đâu. Có những A-la-hán hung dữ, nhìn thấy sợ. Có những A-la-hán nhìn hiền lành. Trong cuộc sống này cũng vậy, nhưng mà các ngài đều là thiện tướng. Gần thiện tri thức, hồi nãy Hòa thưa là thiện tri thức có 3 ha. Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức. Thứ hai là nghe pháp. Nghe bằng cách nào? Bằng văn, tư, tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Rồi, khi chúng ta nghe pháp rõ rồi thì chúng ta làm gì nữa? Biết pháp, biết tất cả các pháp. Bao nhiêu năm trước, chỗ này đâu đẹp về phải không? Nghe thầy trụ trì nói hồi xưa mua nó hoang lắm. Nhưng mà nhờ chúng ta để tâm vào trong đó, mỗi người mỗi tay, mỗi người mỗi việc tự miếng thành cái chỗ này trang nghiêm đạo tràng. Vậy thì thưa đại chúng, có phải cái tâm của mình lúc chưa tu nó hoang giống vậy không? Nhưng mà nếu mình chịu khó mình tu, mình tỉa, mình chặt, mình đốn, mình làm hồi thì từ từ nó làm sao? Màu mỡ nó đẹp. Hồi xưa mình chưa biết đi vô chùa, mình đi nhanh, đi học quay nghi rồi đi chậm. Ở đó mình không biết chắp tay, nhờ đi chùa riết cái tự nhiên ai đưa cái gì mình biết chắp tay mình chào. Chứ chào là gì? Đó là oai nghi của người tu. Cho nên đó là chỉnh đó. Hồi xưa mình không biết gì hết, là một miếng đất hoang. Nhưng mà nhờ vô chùa rồi, những cái gì mà nó không phải thì nó đào thải ra hết, tự nhiên trở thành một con người có nghiêm trang, có oai nghi. Đó thì hôm nay trong buổi sáng này được cái cơ hội về thăm đại chúng ở nơi đạo tràng này, là Liên Hoa Đạo Tràng. Đạo tràng nghĩa là cái nơi chốn mà quy tụ tất cả những sự tu hành. Mà trước khi có đạo tràng phải có đạo tâm, đạo lực, phải không? Mình phải có đạo tâm mình mới tới đạo tràng được. Mà tới đạo tràng mà đạo tâm không có tới được. Cho nên phải có đạo tâm mình mới đến được với đạo tràng. Mà liên hoa là một loài hoa sen vượt khỏi bùn nhơ. Quý vị đi nghe cái bài hoa sen có 8 cái công năng, mà trong đó có một cái công năng là lắng sự bùn nhơ, nó gọi là trừng thanh. Trừng thanh nghĩa là làm cho nó trong lắng. Buộc một hồ bùn nhưng mà có trồng sen thì sen làm cho bùn lắng. Chỗ nào xáo động mình có mặt ở đó, phải làm cho chỗ đó lắng yên chứ không quấy lên nữa. Cho nên cái đó là cái tinh thần tu mà đạo Phật lấy hoa sen làm biểu tượng. Mà quý vị tụng cái kinh đó cũng là diệu pháp liên hoa. Tại cái trường hợp này được gọi là gì? Biểu pháp hoa sen. Trong kinh Pháp Hoa là cái chữ hoa sen liên hoa đó là biểu pháp, tức là lấy cái pháp để biểu lộ cái tinh thần tu hành của mình. Và tinh thần tu đó là gì?
chúng ta ở trong cái cảnh này thấy tất cả mọi hiện. Pháp Hòa nói ví dụ cái phone tai đó cũng là một cái pháp, nhưng mà nếu chúng ta biết dùng cái phone tai đó thì cái phone tai đó hữu hiệu và nó giúp cho chúng ta những lúc cần thiết vô cùng. Nhưng mà nếu mình để nó biến mình trở thành một người có nó sống không nổi thì mình biết là nó câu mình rồi đó, thay vì mình câu nó. Mà không phải cái phone tai không, bất cả mọi thứ sự vật trong cuộc sống này, cái gì mình cũng là, mình biết là phương tiện, nhưng mà không khéo hỏi phương tiện nó thành ra cứu cánh hết trơn. Ăn cốt cứu cánh là no, cứu cánh là no để sống để tu, nhưng mà cuối cùng mình biến cái ăn nó thành ra cái cứu cánh là gì? Ăn phải ăn ngon và để rất nhiều thời gian vào cái việc đó. Phong Hòa không nói nó sai à, nhưng mà vốn nó phải là tội lỗi, nhưng mà mình hiểu. Tức là Phong Hòa ở đây không muốn giới thiệu cái gì là biết pháp đó. Quý vị làm tất cả nhưng mà quý vị biết rất rõ cái đó là cái gì để không bị nó làm mình khổ. Có một ví dụ mỗi năm Tết mình đi chùa đó, thường thường đi chùa được lì xì gì Tết á, trái quýt, phải không? Tiếng Việt gọi là trái quýt, mà người Hoa đó người ta gọi là, người ta gọi là cái gì, người ta người Hoa gọi trái quýt là cái gì? Cái lọc, cái cấm cáp đó. Tức là cái phát âm của người ta đó là sự kiết tường, rồi mình cũng ảnh hưởng cái chuyện đó, mình xin cái trái quýt. Nhưng mà rồi á, lỡ chùa không còn quýt cho trái cam không chịu. Tại sao biết không? Cam là cam khổ, cam chịu, mô Phật. Chữ cam đó nghĩa là ngọt. Tại sao khi nhận trái cam, ô cam lồ, mình cũng kêu cam lồ đó, mà tại sao giờ đưa trái cam không nhận? Cam lộ là gì? Lộ là xương, cam là ngọt. Cho nên Đức Quan Âm cầm bình cam lộ, nghĩa là xương ngọt. Và cái trái mà chúng ta đang ăn mà gọi là trái cam đó, bản thân nó chẳng cái trái cam gì cả, nhưng mà bởi vì cái trái đó mình ăn vô nó ngọt, cho nên gọi là cam. Và từ đó cái màu của cái trái đó chúng ta gọi là màu, màu cam, chứ nó có màu cam gì đâu. Quý vị thấy không? Cho nên mình dùng cái trái cam mà biết pháp trái cam cho nên không có khổ. Đi mua dĩa trái cây phải đủ năm thứ. Cầu là cái gì? Mãn cầu. Mãn cầu là cầu xin. Dừa mà phát âm tiếng Việt là vừa, nhưng mà mình lấy cái ý là dừa. Rồi thêm trái đu đủ là đủ. Rồi mua trái xoài, nói theo miền Tây là trái xài. Cầu, vừa, đủ, xài, bốn thứ. Không đủ, phải năm thứ. Đem cái chùm cây sung nhét vô. Hỏi sao vậy? Sung mãn, đủ xài. Xứ này sung đâu nữa, lấy chùm chôm chôm nhét vô. Chôm, dừa, đủ xài. Quý vị thấy rõ ràng là mình đặt không? Thì bây giờ nếu như mà mình dụng pháp, nghe pháp, biết pháp, biết cái pháp đó là ông bà mình hay lấy cái ý vậy đó, mà lỡ không có gì hết, đừng buông nguyên cái dĩa cam cũng không có gì khổ hết. Vì cam đây không có nghĩa là cam chịu. Mà bây giờ đặt trường hợp chữ đó là cam chịu đi nữa cũng tốt thôi. Mình sống ở cõi này là cõi gì? Trong kinh gọi cõi mình là cõi gì? Cõi này sẽ cõi Tây Phương được. Cõi ta bà chỉ nghĩa là gì? Chỉ có ta với bà. Cho nên có ta mà không có bà không được. Ta bà là gì? Ta bà nghĩa là kham nhẫn. Người muốn sống yên trong cõi này phải hiểu được cái nghĩa của cõi này là cõi kham nhẫn. Thế thì mình có phải đang sống bằng cái ý niệm kham nhẫn không? Vậy thì bây giờ những pháp gì nó đến với mình là tại sao không kham nhẫn? Phiền trách gì nữa, mình đã chấp nhận ở cõi ta bà là cõi kham nhẫn mà. Bây giờ Pháp Hòa nói nhẫn có mấy loại. Nhẫn con người thì gọi là sanh nhẫn, nhẫn hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Hôm qua nắng muốn chết, sáng nay lạnh muốn chết,
Vậy mà hỏi chết không? Không. Mà chuyện gì cũng muốn chết hết. Vui muốn chết. Ăn ngon muốn chết. Trời ơi, bữa nay chùa đãi ngon quá, tôi ăn no muốn chết. Đụng tới mình là muốn chết không? Vậy mà tôi hỏi muốn chết không? Dạ không. Thấy rõ ràng trong cuộc sống mình, ngay cuộc sống mình là mình đã tạo các cái pháp rồi. Hiểu như vậy rồi quý vị sống an lạc lắm, tu bình an lắm, càng tu càng hạnh phúc. Thấm nhập được lời Phật rồi, mỗi mỗi sự việc nó đến cho mình đem ra, tất cả các pháp đều là Phật. Mà con không rõ là theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sân ràng buộc, nay mới tỏ rõ, nay mới ăn năn phụng đối trước Phật. Thí dụ vậy. Nhưng mà nội hai cái câu đó đủ ăn tiền, đủ sống. Cái áo tràng này là một pháp, không có nó thì nếu mà lỡ không có nó thì mình ăn. Thí dụ bây giờ mình biết hôm nay mình mặc đồ không có được tương tất, nhờ có cái áo tràng mặc vô để che thân. Như giờ lỡ chùa hết áo tràng rồi mà mình nhìn cũng không được, thôi mình lui ra làm sao, không có gì phiền hết. Thành thử ra thưa đại chúng, cái áo này là do người Trung Quốc với người Việt Nam mình chế ra cho mình mặc để cho nó trang nghiêm mà. Chứ thời Phật có cái áo tràng đâu. Thời Phật cư sĩ đi chùa mặc toàn đồ trắng, cho nên trong kinh gọi là bạch y cư sĩ. Rồi sau này sang tới Phật giáo nhập tới Trung Quốc, Việt Nam bắt đầu mới chế ra cái áo này cho mình mặc, để cho nó trang nghiêm thân tướng của mình khi mình vào một cái lễ Phật, một cái lễ. Vì tất cả lễ nghi là do chúng ta tạo ra. Hiểu như vậy rồi thì quý vị sử dụng các pháp, không có pháp nào làm mình khổ. Đây, sau chuỗi cũng là pháp nha. Hôm nào ngồi lần chuỗi niệm Phật, lỡ bữa nào quên chuỗi ở nhà không sao hết, niệm không, niệm lóng tay. Trời ơi, đi ra đi vô, tôi tức tôi ghê vậy, có cái sâu chuỗi mà bỏ quên. Tức tôi ghê vậy mà cả, không phải bây giờ tức chi, nó ngồi niệm Phật cho rồi. Có nhiều khi đeo cái mắt kiếm mà chạy đi kiếm gấp kiếm. Tay cầm chìa khóa mà đi tìm chìa khóa, phải không nào? Tâm mình đã có sâu chuỗi, cứ đi tìm sâu chuỗi. Cho nên ngày xưa có một vị tổ đó, người mê chạy đầu cầu, người cởi trâu mà tìm trâu. Nghĩa là mình đang ở trên con trâu mà vẫn đi tìm con trâu. Chúng ta không hiểu rằng có thì dụng, không có dụng cách khác. Vì tất cả các pháp là gì? Đều là Phật pháp. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Bây giờ mình khát nước, có miếng nước uống được rồi. Hễ mà nước lọc tốt, tại vì mình khi mình uống nước, mình xin miếng nước uống, tâm mình chưa hề nghĩ là nước gì cả, miễn có nước uống. Nhưng mà nó khổ nói, khi nước nó tới cái gì vậy? Nước lạnh hả? Không có gì khác hả? Lúc mà hỏi cái câu đầu tiên là tôi khát nước, có nước uống không? Không nghĩ cái khác, không có một pháp nào khởi nữa. Mà khi cái đó nó xuất hiện cái vậy thôi hả? Nó khổ. Con mình lớn rồi, mày không lấy vợ đi cho tao nhờ, tao hầu mày hoài, mày kiếm con nào để lo cho mày mà nó vẫn vậy, vẫn vậy đó hả? Khổ không? Cho nên rồi mình sống mà mình rất là khổ. Rồi khi mà nó có vợ rồi, nó có con, mày không sanh đứa con cho tao ẩm thì nữa, tao già rồi ai giữ cho mày? Rồi tới hồi nó sanh ra con gái hả? Khổ quá. Cho nên mình nhớ mình sống trong đời là cõi này là cõi kham nhọc. Thật ra cho dù người ta đưa một dĩa cam cũng bình thường, chẳng quá mình không phải mình đang học cái hạnh kham nhẫn sao? Mà huống chi chữ cam này nghĩa là ngọt, chứ nó có cái hề là ngọt là cam, là cam chịu đấu. Rồi thậm chí cái trái sung mà quý vị để lên đó, quý vị gọi là sung mãn. Rồi cái trái dừa mình để lên đó, cái tiếng của mình đâu đọc là dừa chứ là vừa, nó cũng trật lắc à. Nhưng mà lấy cái ý, rồi giờ lấy cái ý cái người khác ta, ý là ta nói không phải sung đâu mà sung khắc, sung mãn, sợ quá bưng cái chùm sung đang xuống. Quan Âm ngồi không yên với mình là vậy. Người ta tới nhà người ta chơi, ta nói thờ Quan Âm không có nên thờ tượng ngồi. Quý vị biết tại sao không? Vì mình có việc mình kêu ngài đứng dậy lo.
bưng tượng Quan Âm xuống. Rồi cái đi chùa, thầy có tượng nào cho con đổi không? Hỏi tượng gì? Tượng đứng. Người khác kêu chui cha thờ Quan Âm không có nên đứng, chị thấy đứng ngỏi không? Đứng là một hình thức khổ. Tại sao thờ Quan Âm đứng? Ngồi cho nó tự tại. Thế là chạy lên kêu Quan Âm, kiếm Quan Âm ngồi. Có một cái bữa đó, cái cô đó cũng nói: thầy ơi thầy, con đang thờ Quan Âm này mà đứng, mà người ta nói là con không có thờ được cái tượng đứng, tại vì số con số khổ mà thờ Quan Âm nữa, khổ hai thứ. Tiếng Anh nó kêu double khổ. Lên kiếm tượng ngồi. Bà khác đem lên tượng Quan Âm lớn. Hỏi sao vậy? Người ta nói con còn nhỏ không có được thờ tượng lớn. Thôi con đưa thầy bà lớn nè, con thầy cho con bà nhỏ. Và qua nơi chùa không có bà lớn bà nhỏ. Cho nên rồi quý vị thấy không, mình bị các cái pháp nó làm khổ mình. Rồi cái tượng Quan Âm cũng chỉ lạng pháp thôi, chứ Phật có ở ngồi trong tượng đó đâu. Phật đâu có ngồi trong cái tượng đó, mà cái tượng đó là một biểu trưng để hướng tâm, chứ không, Phật không có trong tượng. Cho nên có một vị thiền sư ngồi thiền. Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để thành Phật. Ông mới lấy cái tượng Phật bằng gỗ á, ông đốt. Cái ông kia thấy, trời ơi, Phật mà đem đốt tội chết. Hỏi thầy đốt tượng Phật để chi? Nói tôi đốt tượng Phật tìm xá lợi. Ông thầy kia mới nói, tượng Phật làm gì có xá lợi? Nó bảo vậy sao ông biểu ngồi thiền để làm Phật? Quý vị hiểu chỗ đó không? Ngồi thiền cốt cái tâm mình tỉnh, mà khi tỉnh rồi là trong sáng sống, thành Phật đó. Nhưng mà khỏi nói Phật, chỉ cần một con người tỉnh giác trong sáng mà sống thôi là mình làm Phật mọi nơi mọi chỗ. Còn nếu mà có một Phật ngồi nào đó, quý vị thấy không? Ngài ngồi đây, mình đi ngủ Ngài cũng ngồi đây. Cho nên Phật không có trong tượng, nhưng mà không có cũng được, bởi vì tượng đó là một cái biểu trưng để đưa cái tâm chúng ta hướng. Cho nên chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà giáo chủ bổn sư gì đó, mình tụng một lô để dẫn mình đi vào trong. Cuối cùng thời kinh rồi, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Nhận ra được các pháp ngoại tướng rồi, con hiểu được cái đó nó nằm ở trong con.